Chúng ta sẽ nói về chẩn đoán và điều trị suy tim ở phần đầu, cũng khá ngắn gọn vì các bạn cũng đã trải qua thực tiễn, các bạn cũng là những bác sĩ thực hành với cường độ rất cao, gặp rất nhiều các bệnh nhân, đã xử trí các bệnh nhân suy tim trong thời gian qua. Các bạn cũng là những người có khả năng cập nhật kiến thức. Hôm nay tôi sẽ trình bày lại một vài nét cơ bản nhất, đại cương về chẩn đoán và điều trị suy tim. Sau tôi sẽ cùng thông qua một ca lâm sàng, mà cái ca này có lẽ là tôi cũng đã chia sẻ với anh chị lúc một lúc nào đó trước đây đấy, về tối ưu hóa điều trị thuốc men trong suy tim với những nguyên tắc cũng tương đối đơn giản, không quá lắt léo ở các bệnh nhân suy tim mãn tính ổn định. Trước đây chúng ta sẽ trao đổi một vài nét về định nghĩa suy tim. Theo một vài nét về suy tim theo khuyến cáo hội tim mạch Hoa Kỳ, suy tim là hội chứng lâm sàng, là hậu quả của số loạn chức năng đổ đầy và tông máu thất trái. Suy tim là hậu quả của các bệnh lý thực tổn và chức năng ảnh hưởng đến hoạt động của tim. Chẩn đoán suy tim dựa vào khai thác tiền sử bệnh và khám lâm sàng. Gần đây thì người ta cho thêm một tiêu chuẩn nữa, chính là vai trò của các marker sinh học là NT-proBNP. Hôm nay tôi đang bị viêm họng, viêm thanh quản, giọng nói không được tốt, cho nên cột hơi không vững. Tôi sẽ có thể sẽ trình bày tóm lược một vài cái slide. Dịch tễ học của suy tim thì chúng ta biết là hiện nay ở cái số liệu cách đây khoảng vài năm thôi, theo khuyến cáo 2013 Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, người ta cũng cho chúng ta một vài nét về dịch tễ mắc bệnh suy tim tại Hoa Kỳ. Qua đó chúng ta cũng có thể ngoại suy ít nhiều trong hoàn cảnh Việt Nam, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác. Thì tại Hoa Kỳ, 330 triệu dân có khoảng 5,1 triệu người bị suy tim, chiếm tỷ lệ khoảng 1,7%. Như vậy cái giả định Việt Nam chúng ta có 100 triệu dân thì chúng ta cũng có quãng khoảng ít nhất là 1,5 triệu người bị mắc bệnh suy tim. Suy tim theo định nghĩa hiện đại đấy. Mỗi năm ở Hoa Kỳ có thêm khoảng 65.000 ca mới mắc suy tim. Đấy, câu lạc bộ gia tăng đông đảo vì nó là hậu quả cuối cùng các bệnh lý về tim mạch. Đối với một người Mỹ trên 40 tuổi thì nguy cơ mắc suy tim trong thời gian còn lại cuộc đời là 20%. Đấy là một cái nguy cơ theo mặt tương lai, dự đoán tương lai của mô hình thì nguy cơ khá là cao. Tỷ lệ mắc suy tim thì chúng ta biết là tăng dần theo tuổi. Đấy, tăng dần theo tuổi. Đương nhiên là những tuổi trẻ hơn thường mắc các bệnh tim bẩm sinh. Ở các nước đang phát triển thì có các van tim hậu thấp. Nhưng cái số lượng đấy hoặc là hàng định theo thời gian, hoặc là có số ngày càng ít đi. Cho nên hiện nay thì suy tim chủ yếu là suy tim trái liên quan tới hậu quả các bệnh lý tim mạch và xơ vữa. Và cái lược đồ này mặc dù được vẽ cách đây hàng chục năm nhưng nó cũng phản ánh cái bộ mặt hiện nay của suy tim. Ở dưới 50 tuổi thì cái tỷ lệ mắc suy tim không lớn, không nhiều trong quần thể chung. Đấy, chỉ xấp xỉ có 1-2%. Thật so với những bệnh lý khác là cũng vừa phải thôi. Nhưng từ 55-65 tuổi thì tỷ lệ mắc suy tim ở nam cao hẳn so với nữ giới. Khi tuổi đời già đi thì nam và nữ tỷ lệ mắc suy tim gần như tương đương nhau. Đấy, các cụ ông cụ bà mà trên 65-70 tuổi thì nữ và nam là tương đương nhau. Cho nếu ai nói rằng là bệnh tim mạch do xơ vữa hay gặp ở đàn ông hơn phụ nữ thì không đúng. Bởi vì thực ra thì chủ yếu là ở nam giới thì mắc bệnh tim mạch và suy tim sớm hơn so với nữ khoảng 5-10 năm. Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ là vai trò của các cái hormone sinh dục khác biệt giữa hai giới. Nó cũng dẫn tới cái sự miễn nhiễm của bệnh tim mạch những năm đầu của phụ nữ. Nhưng sau tuổi 65 trở đi thì tỷ lệ mắc còn tương đương nhau. Thậm chí là đối với những người cao tuổi thì thậm chí là phụ nữ có nguy cơ còn mắc bệnh tim mạch, suy tim và tử vong còn thậm chí nhỉnh hơn so với nam giới. Cũng đúng thôi, bởi vì là tỷ lệ mắc hai giới như nhau thì khi mà nam mà mắc sớm hơn độ tuổi 50-55 nhiều hơn nữ thì cũng có một số đã tử vong trước rồi, thì sau này sẽ dành phần cho phụ nữ thôi. Đấy, đó là một vài nét về dịch tễ học. Dịch tễ học về sinh lý bệnh của suy tim, tiến triển suy tim chúng ta biết là từ các bệnh nguyên, bệnh mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh cơ tim, bệnh mạch máu. Sức thôi, cho họ cũng không nên nỗi nặng theo thời gian đâu. Nhưng vấn đề chỗ là sau khi đã mất cơ tim hoại tử, cộng với rất nhiều các cái yếu tố thần kinh thể dịch hoạt hóa như một cái điều hòa ngược, đã dẫn tới sự tái cấu trúc bệnh lý, làm chết tế bào theo chương trình, gia tăng các nguyên bào sợi và giảm bớt cái số lượng cơ tim đi, cộng với sự tiến triển các bệnh lý tự nhiên nữa, làm cho tim trải qua giai đoạn tái cấu trúc, thể hiện là tâm thất trái sẽ giãn dần ra, giảm chức năng co bóp và EF giảm, và dẫn tới hậu quả là bệnh nhân suy tim có thể bị tử vong trong hai kịch bản chính. Kịch bản thứ nhất là suy bơm, có nghĩa là
phân suất tông máu giảm, cung lượng tim giảm dần tới một cái breaking point nào đó, thì bệnh nhân sẽ suy tim mất bù trên lâm sàng và có thể sẽ chết trong suy bơm. Chúng ta gặp khá nhiều bệnh nhân trong thực hành. Kịch bản thứ hai là bệnh nhân cũng tương đối ổn định, không có nỗi nặng nề lắm. Về mặt lâm sàng, có thể NIHA vẫn quãng độ 2, bệnh nhân vẫn có thể lao động sinh hoạt gần như người khỏe mạnh, chỉ có gắng sức nhiều là không được thôi. Nhưng bệnh nhân có thể đột tử do các rối loạn nhịp thấp đó. Và trong quá trình tiến triển của các bệnh lý suy tim mạn tính thì có vai trò của hệ thần kinh giao cảm, hệ thần kinh angiotensin aldosterone và các cái peptide lợi niệu. Có những hệ thống tác dụng tích cực làm giảm bớt suy tim, có những hệ thống thì hoạt hóa hơn một chút là phù hợp nhưng quá mức lại không tốt, như trẻ beta giao cảm, xin lỗi, hệ thần kinh giao cảm, và dẫn tới các cái triệu chứng suy tim tiến triển như vậy. Chúng ta sẽ nói một vài nét về clip ở đây, một vài nét về sinh lý bệnh chung, và qua đây giúp chúng ta cắt nghĩa được các triệu chứng trong suy tim trái phải. Chúng ta đã nói rất nhiều. Từ đó hệ thống tuần hoàn là một nhưng cũng là hai, hai nửa rất riêng biệt là tuần hoàn bên trái và tuần hoàn bên phải. Đấy, chúng ta đã biết từ bên trái là đại tuần hoàn từ động mạch chủ dẫn tới các cái mao quản, sau khi trao đổi hết oxy thì trở về tuần hoàn bên phải của đường tĩnh mạch, đổ về tim phải, lên phổi lấy oxy, sau khi qua phổi trở thành máu đỏ lại trở về nhĩ trái, lại tiếp tục di chuyển bên trái. Thực chất là hai vòng cách biệt nhau. Vậy thì khi một quả tim bị suy, có thể bên trái hoặc bên phải, suy bên nào thì tim như một cái bơm đấy, nó sẽ dẫn tới hậu quả là bơm bị giảm đi, thì hậu quả là cái con mương trước của cái bơm đó nó sẽ bị ứ nước lại và con mương sau của bơm đó sẽ bị thiếu máu. Đấy, như vậy. Thế trong trường hợp này, nếu như bị suy thất trái thì hậu quả là gì? Dòng chảy vào hệ thống động mạch giảm, bệnh nhân sẽ bị thiếu hụt cung lượng tim gắng sức, nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn chính là ứ trệ ở phổi. Bởi vì thấy bệnh nhân sẽ có những cơn khó thở kịch phát liên quan tới build up, tức là cái ứ trệ nước ở phổi, đó có thể dẫn tới các cái hậu quả nghiêm trọng hơn như là phổi cấp hay là cơn hen tim. Đấy, đương nhiên là khó thở sẽ kèm ho, ho có thể kèm ít máu tươi lại do là máu thoát quản liên quan tới áp lực trong các tĩnh mạch phổi và mao mạch phổi tăng lên. Đó, thực thể tại tim chúng ta có thể thấy hình ảnh của các cái bệnh nguyên dẫn tới suy tim trái như hở hay lá nhiều, có thể nhìn thấy hình ảnh trực tiếp của cái thấp trái bị giãn như là mỏm tim lệch trái và có tiếng ngựa phi. Trên phim X quang thì chúng ta có thể thấy hình cung dưới trái giãn và có thể ứ máu ở phổi. Đấy, bình thường thì chúng ta thấy là mỏm tim có thể trúc xuống. Đấy, và đôi trường hợp thì mỏm tim trúc xuống thì còn xuống hơi xoay ra sau, làm cho điểm đồ có thể chuyển tiếp muộn hơn một chút và phi đại thấp trái ở các chuyển đạo V7, V8, vân vân. Đó. Trong trường hợp cấp tính chúng ta sẽ thấy hình ảnh của phổi cấp. Tuy nhiên phổi cấp thì sẽ một trong sẽ nằm trong một cái bài giảng khác. Thì chúng ta sẽ thấy là có tình trạng ứ trệ cấp tính ở hai trường phổi. Đấy. Nghe phổi thấy gian ẩm dâng lên như thủy triều dâng, và trên phim X quang phổi thấy là máu ứ trệ ở hai trường phổi phải trái vùng thấp sau dâng lên cao. Hình tim này thì không phải bệnh nhân suy tim trái đã giảm EF đâu, vì bóng tim cũng tương đối nhỏ, đây trường hợp là hẹp hay là khít nó bị phù cấp. Điểm đồ có dấu hiệu của phì đại thấp trái. Đấy, phì đại thấp trái có thể cả phì đại nhĩ trái, có thể có những dấu hiệu loạn nhịp như là ngoại âm thu hay rung nhĩ do suy tim trái. Xuyên tim thì có EF, tim trái giãn theo chỉ số trong khối cơ thể và EF giảm. Xuyên tim phải thì triệu chứng lại hơi khác biệt, là con mương sau của cái bơm tim phải là phổi, do vậy khi mà bơm kém thì máu lên phổi ít, cho nên bệnh nhân gần như không phù cấp bao giờ, không bao giờ ứ trệ phổi đâu mà phù cấp, đúng không ạ? Ngược lại thì con mương trước của tim phải là hệ thống gan và tĩnh mạch, bệnh nhân sẽ biểu hiện một tình trạng ứ trệ ngoại biên. Đấy, đầu tiên là gan to, tĩnh mạch cổ nổi, sau đó nữa thì có thể là ứ trệ một thời gian đủ dài thì sẽ thoát quản ra khoảng gian bào, làm cho bệnh nhân có thể phù mắt cá, phù chân, thoát quản tiếp sẽ vào diện màng bụng, màng tinh hoàn, vân vân, có thể phù toàn thân trong việc suy tim giảm nặng. Nhưng một điểm khác biệt rất rõ rệt của giữa suy tim trái và suy tim phải là trong suy tim phải dòng máu lên phổi giảm đi, do vậy bệnh nhân không bao giờ có cơn khó thở kịch phát hay phổi cấp như trong suy tim trái. Triệu chứng của suy tim phải như tôi đã nói thì thường khó thở tăng dần và đau tức hạ sườn phải, và dấu hiệu chủ yếu vẫn là gan to. Gan to, gan đầu thì gan to còn đáp ứng với điều trị như thuốc lợi tiểu, gan nhỏ đi và chúng ta gọi là gan đà xếp, nước tiểu ít sẫm màu vân vân, đó có thể tràn dịch các màng, màng bụng, màng phổi, màng tinh hoàn, đấy vân vân. Dấu hiệu của thất phải phì đại hơi khác thất trái,
là nếu thất trái phi đại thì mỏm tim sẽ đập lệch sang trái và xuống dưới. Đấy, có thể kiến ngựa phi trái. Thì phi đại thất phải, mỏm tim chủ yếu ấn lõm xuống cái cơ hoành, làm cho ta nhìn thấy một phần của thất phải đập dưới mũ ức. Chúng ta gọi là dấu hiệu HZ. Đấy. Đôi khi chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thổi tâm thu mạnh hơn bình thường đúng không? Do một cái hở, cảm ơn em, hở ba la cơ năng. Đấy, hở ba la cơ năng. Và chúng ta nhìn thấy hình ảnh là huyết áp tối thiểu thường tăng do ứ trệ ở tuần hoàn. X quang tim phổi, hình ảnh thất trái, đây là một cái bóng tim bình thường để tham chiếu. Đây hình ảnh của bóng tim bên, xin lỗi, một bệnh nhân phi đại thất phải, thì thấy là thất phải giãn làm cho mỏm tim hất lên trên cơ hoành như cái chiếc hài. Thực ra thì ngày xưa bệnh lý kinh điển là tứ dưỡng pha lô, thất phải giãn làm cho mỏm tim nó chếch lên trên vòng hoành, làm cho ta nhìn thấy những cái mũi dày. Nhưng ngược lại trong tứ dưỡng pha lô còn có một điều kiện nữa là gì ạ? Cung động mạch phổi teo đét lại, làm cho chỗ này nó lõm vào sâu hơn, lõm sâu hơn trên hình ảnh, như là một cái hình chiếc giày của tim pha lô. Ngày nay càng ngày chúng ta càng ít gặp hơn, với xu hướng là ở những nước phát triển các em bé bị bệnh tật tim bẩm sinh sẽ được, đặc biệt những bệnh tim bẩm sinh phức tạp sẽ được phẫu thuật rất sớm, nên chúng ta ít gặp những trường hợp điển hình. Đấy, trong cái thực hành điện tâm đồ chúng ta sẽ thấy có dấu hiệu tăng gánh thất phải. Thất phải thì cũng là thường chúng ta dựa vào các chuyển đạo V1, V2 với dấu hiệu là tăng biên độ sóng R và có dấu hiệu dày nhĩ phải kèm theo. Một điểm quan trọng nữa gợi ý của dày thất phải, trừ vài trường hợp ngoại lệ, chính là trục phải rất sớm. Đấy, chúng ta biết là dày thất trái có thể dày mãi không trục phải, nhưng dày thất phải thì sẽ trục phải rất sớm. Biểu hiện là ở chuyển đạo D1 sóng S chiếm ưu thế, làm cho QRS có xuống âm, trong khi D3 AVF thì vẫn dương. Đấy, cho nên là nhìn những bệnh nhân có trục phải có thể dấu hiệu dày thất phải trực tiếp chưa rõ, nhưng nếu như trục phải mạnh kèm theo dấu hiệu R trên S lớn hơn 1 hoặc R khá ưu thế ở V1, chúng ta có thể nghĩ tới tình trạng bị phi đại thất phải. Xuyên tim thì cho thấy hình ảnh thất phải giãn, áp lực của thất phải tăng lên, làm cho nhiều khi làm cho vách liên thất nó di động bình thường. Đấy, ở đây có nhiều bạn làm bác sĩ siêu âm chắc là đã nhìn thấy hình ảnh đó. Chứ suy tim toàn bộ là suy tim cả trái và phải, biểu hiện bệnh nhân ứ trệ máu rất nhiều và có gian ở phổi, đã ở một phổi đó. Và đương nhiên là trên các cái xét nghiệm thăm dò cận lâm sàng sẽ thấy hình ảnh của phi đại hai thất, X quang tim to toàn bộ, siêu âm tim cả hai thất đều giãn, vân vân, áp lực cuối tâm trương của hai tâm thất đều tăng nếu chúng ta có dịp được thông tin đó. Chẩn đoán suy tim thì chúng ta đã rất nhiều năm chúng ta dựa vào tiêu chuẩn Framingham, và tôi nói thật các bạn là suy tim ấy, thông thường chúng ta chẩn đoán những trường hợp nằm viện thì suy tim lâm sàng thì khá là dễ dàng, nhưng mà suy tim trong quần thể chung rất nhiều các hình thái khác nhau thì chẩn đoán cũng không phải dễ dàng. Tiêu chuẩn Framingham được xác lập từ khá lâu và hiện tại vẫn được sử dụng như một tiêu chuẩn tham chiếu. Ví dụ ngày xưa khi người ta phát minh ra NT-proBNP để xem là cái marker này có thể nhạy và đặc hiệu bao nhiêu phần trăm trong chẩn đoán suy tim. Vậy tiêu chuẩn vàng là gì? Đấy, thì quay đi quẩn lại nhìn trước ngó sau, vàng là gì nhỉ? Cuối cùng chính tiêu chuẩn vàng chính là tiêu chuẩn lâm sàng của suy tim mà các nhà lâm sàng có kinh nghiệm, người ta dựa vào tiêu chuẩn Framingham. Hai ông bác sĩ độc lập khám bệnh nhân dựa trên những xét nghiệm sẵn có và kết luận là bệnh nhân này suy tim cộng và suy tim trừ, và căn cứ vào tiêu chuẩn vàng đó người ta mới tính được độ nhạy độ hiệu của những xét nghiệm kiểu như NT-proBNP. Quay lại thấy rằng là gì, tiêu chuẩn về lâm sàng vẫn là tiêu chuẩn tối thượng cuối cùng cho tới tận ngày hôm nay, mặc dù chúng ta có rất nhiều biện pháp để chẩn đoán. Tuy nhiên là gì, một bệnh nhân suy tim DD giãn ngoác ra, EF giảm thấp thì đương nhiên là cũng là tiêu chuẩn nếu kèm theo các dấu hiệu lâm sàng nữa thì không bàn cãi nhiều nữa. Nhưng mà tiêu chuẩn chính của Framingham là khó thở kịch phát về đêm, tĩnh mạch cầu nổi, gian phổi, hình tim to X quang, phù hồi cấp hay tiếng ngựa phi, áp lực tĩnh mạch cổ tăng lên 16 cm nước, thời gian tuần hoàn trên 2.5 giây, phản ứng gan tĩnh mạch dương tính. Đấy, thì hôm trước các bạn nào bảo là cái thời gian trên 25 giây thế nào, bọn tôi cũng ít dùng cái chỉ số này đấy, thực sự, cho nên là hôm nay viết thế này thôi chứ còn tôi cũng chưa biết là nó tính kiểu gì đây. Phù phổi sung huyết đấy, rồi cân nặng giảm khi đáp ứng lợi tiểu đấy. Thế tuần hoàn này chính là, thực ra đây là một vòng tuần hoàn gắn, người ta phải dùng cái móc cơ đấy, gắn vào một cái hồng cầu xem nó đi hết một cái vòng tuần hoàn thì biết bao nhiêu thời gian, trung bình từ 25 đến 27 giây đấy. Và nếu mà dài hơn 25 giây thì bệnh nhân có dấu hiệu ứ trệ tuần hoàn. Tiêu chuẩn phụ như phù chân là phụ, nó rất là nhạy trong suy tim, nhưng nó là tiêu chuẩn phụ vì sao? Nó không đặc hiệu, bởi vì là suy thận nó cũng phù, suy gan nó cũng phù, suy dinh dưỡng nó cũng phù đấy, rồi truyền nhiều dịch quá các cụ cao tuổi cũng phù đấy. Cho nên là
làm tiêu chuẩn phụ, ho về đêm, dung tích sống giảm liên quan tới ứ nước ở phổi và tần số tim nhanh vân vân. Và nếu chúng ta thấy là có hai tiêu chuẩn chính hoặc một tiêu chuẩn chính cộng hai tiêu chuẩn phụ thì chúng ta chẩn đoán lâm sàng là suy tim. Trong thực tế, trong suốt nhiều năm chúng ta cũng biết có tiêu chuẩn Framingham nhưng nó gì cũng bóng mờ mờ trong thực hành, chúng ta ít khi xòe ra áp dụng thế này thế kia, vì phần lớn các bệnh nhân suy tim vào gặp chúng ta là những bệnh nhân suy tim lâm sàng với các triệu chứng lâm sàng và đặc biệt là siêu tim khá rõ ràng trong 24 giờ đầu tiên đó. Nhưng nếu các bạn đặt trong hoàn cảnh khác mà xem, ở tại một cái khoa khám cấp cứu đấy, hoặc là phòng khám thông thường, hoặc là một cái điều tra tại cộng đồng, thì nhiều khi chúng ta lại phải áp dụng tiêu chuẩn Framingham. Tiêu chuẩn 2017 của Hội Tim Mạch Việt Nam và Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2016 về chẩn đoán suy tim thì bệnh nhân suy tim đấy thì cũng là hỏi tiền sử có bệnh động mạch vành không, có nhồi máu cơ tim không, có tiền sử stent không, có tăng huyết áp không, có dùng lợi tiểu không, khó thở phải ngồi hay cơn khó thở kỳ phát về đêm hay không. Đấy, chúng ta sẽ xòe cái bảng ra hỏi bệnh nhân đấy, bác ngày xưa có bệnh gì tim mạch không, là tôi đặt stent động mạch vành rồi khó thở vào viện, nghĩ tôi suy tim là nhiều đấy. Đấy, đấy, hiện tại bác dùng thuốc gì, xòe ra bao thuốc ra thêm một viên furosemide hay là spiromide đấy, đang uống thuốc chẳng hạn, thì đó là cái điểm gợi chúng ta suy tim. Chúng ta sẽ bước sang khám thực tổn, nghe phổi có ran ấm, tiếng thổi ở tim, rồi thấy thực tổn có dấu hiệu của phì đại tim rõ, mỏng tim lệch trái, tĩnh mạch cổ nổi, phù chân, điện tâm đồ có bất cứ bất thường nào, phì đại thất trái hoặc phải, phì đại nhĩ trái hoặc phải, các rối loạn nhịp vân vân. Nếu bệnh nhân không có yếu tố nào hết trong tất cả yếu tố này, chúng ta tạm thời loại trừ suy tim, loại trừ suy tim, nghĩ bệnh khác cái đã. Còn nếu bệnh nhân có ít nhất một yếu tố, ít nhất một yếu tố, thì khuyến cáo của Tim Mạch Châu Âu là gì ạ? Trong trường hợp cần có kết quả ngay, chúng ta có thể làm xét nghiệm BNP, có thể là NT-proBNP hoặc là BNP. NT-proBNP trên 125 picogram trên ml nó tương ứng với là trên 14 picomol trên lít, đúng là cái xét nghiệm trong bệnh viện Bạch Mai chúng ta đấy. Nếu mà NT-proBNP tăng cộng với các cái dấu hiệu lâm sàng và điện tâm đồ gợi ý hay là thực thể gợi ý thì chúng ta sẽ gửi bệnh nhân làm siêu âm tim để tiếp tục chẩn đoán. Đấy. Còn nếu ít có khả năng suy tim thì có thể chúng ta sẽ loại trừ, trong vài trường hợp chúng ta có thể cân nhắc làm siêu âm tim nếu chúng ta muốn. Đấy. Còn nếu siêu âm tim nữa có các bằng chứng của suy thất trái, giảm EF, tâm thu, tâm trương đấy, thì chúng ta chẩn đoán xác định là suy tim, tìm nguyên nhân và điều trị. Quy trình chẩn đoán là như vậy. Như vậy thì quy trình này nó cũng dựa vào cái sự khởi xướng của cái phần tiêu chuẩn Framingham trước đó, sau đó có thêm có vai trò của marker, trong trường hợp này là peptide lợn niệu. Bây giờ mức độ suy tim chúng ta biết theo NIHA là thông thường, đúng không ạ? NIHA thông thường. Mặc dù cái phân độ này cũng rất là thô sơ, nhưng sau bao nhiêu năm nó vẫn tiếp tục tồn tại. Và bây giờ suy tim gì, nghiên cứu gì cũng cần phải NIHA hết đấy. Và chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng NIHA. Chỉ có điều là suy tim ở phân độ NIHA nó phù hợp hơn với các trường hợp suy tim trái, suy tim trái. Còn những trường hợp suy tim phải nhiều lúc thì nó cũng có thể hơi khác một chút. Nhưng chúng ta cũng ngày càng gặp ít hơn các trường hợp suy tim phải do hẹp hai lá, do tâm phế mạn. Chủ yếu cái mô hình suy tim chúng ta cũng dần dần giống như là các nước phương Tây, các nước phát triển. Và qua thế rằng là NIHA 1 có nghĩa là bệnh nhân bảo là trước đây là tôi chơi thể thao chạy 100m thoải mái, gần đây là không chạy nữa, chỉ là NIHA 1, ví dụ như vậy. Tôi trước đây vẫn chạy thể dục được, buổi sáng dạo này sức khỏe mệt không chạy nữa, chính NIHA 2 đấy, leo thang gác bắt đầu mệt. Nhưng mà gì ạ? Còn NIHA độ 2 có nghĩa là bệnh nhân vẫn có thể dắt chó đi dạo trên đường bằng vân vân. Bệnh nhân kể là dạo này kể cả có đi bộ đi mặt phẳng cũng không được nữa, mất cái hoạt động đi, là NIHA 3 vân vân. NIHA 4 cuối cùng thì nằm một chỗ cũng khó thở, đấy chính là suy tim giai đoạn cuối cùng. Có 4 giai đoạn suy tim chúng ta cũng đã biết. Giai đoạn A là bệnh nhân có nguy cơ bị suy tim nhưng chưa có thực tổn gì, ví dụ như tăng huyết áp là nguy cơ bị suy tim đấy. Đấy, đái tháo đường đấy, bệnh mạch vành mà chưa suy tim cũng là xếp vào đoạn A đấy. Giai đoạn này chính là giai đoạn mà chúng ta cần tích cực xử trí các bệnh nguyên. Giai đoạn B bắt đầu có những thực tổn đầu tiên ở tim mạch nhưng chưa có suy tim lâm sàng, ví dụ bệnh nhân có thể có phì đại thất trái trên điện tâm đồ, bệnh có thể hở hai lá mức độ vừa đấy, vân vân. Đó chính là giai đoạn có thực tổn ở tim. Thậm chí có những bệnh nhân là gì ạ? Có một cái hoại tử, sẹo hoại tử trên điện tâm đồ nhưng mà cái phần khác vẫn bù đắp được đấy, nhưng mà chưa có dấu hiệu lâm sàng. Giai đoạn C là giai đoạn bệnh nhân bắt đầu có các đợt suy tim lâm sàng, chính là giai đoạn mà chúng ta gặp rất nhiều
trong cái hoàn cảnh thực tiễn điều trị chúng ta với tư cách là một bác sĩ lâm sàng tim mạch làm các bệnh viện đó, dạ C là nhiều, suy tim điều trị một đợt thì đỡ, cho đơn thuốc một đợt bắt bù lại điều trị lại đỡ đó. Còn giai đoạn 4 chính là giai đoạn những suy tim giai đoạn cuối cùng cần phải điều trị liên tục bệnh viện hoặc là ứng viên của ghép tim. Và khi sự tương xứng giữa hai mức độ, các bạn đều đã biết tôi chỉ nói qua một chút thôi, NIA 1, 2, 4 và ABCD, thì suy tim lâm sàng là quãng giai đoạn CD và mức độ NIA khoảng từ 2 đến 4 chính là suy tim lâm sàng. Giai đoạn C và D ít khi thay đổi đấy, cái sự chuyển dịch rất các giai đoạn rất ít, nhưng mà độ NIA thì có thể thay đổi nhanh. Nhiều bệnh nhân vào viện có thể NIA 3, 4 trong ngày đầu nhập viện, ngày hôm sau điều trị thuốc men lợi tiểu vân vân, bệnh nhân đáp ứng tốt thì có thể NIA sẽ dịch về 2, thậm chí có thể về tận 1, nhưng các giai đoạn ABCD thì ít có khả năng thay đổi trong cái thời gian ngắn. Nhưng có những bệnh nhân họ cũng thay đổi được đấy, đúng không ạ? Có những bệnh nhân 5 đến 10 năm trước suy tim liên miên, đúng không ạ? Phải nằm viện vì đơn giản là hẹp khít hở nhiều van hai lá. Đấy, sau khi phẫu thuật thay tim, van tim bây giờ người ta ổn, người ta trở lại hoạt động bình thường, xuyên tim thì ngày một tốt hơn, chức năng tim trái bảo tồn, nhĩ đã nhỏ lại, thì họ có thể chuyển dịch từ đoạn D thậm C thậm chí D sang đoạn B, ví dụ như vậy. Hoặc thậm chí có nhiều trường hợp là suy tim ép giảm do một nguyên nhân gì đó chúng ta chưa rõ, kiểu như là một cái lạm dụng quá mức rượu bia chẳng hạn đấy, hoặc một số độc chất khác. Sau bệnh nhân khi mà mắc suy tim xong thì ngoan ngoãn lạ thường, nó không sờ đến một giọt bia giọt rượu, uống thuốc men thật đầy đủ, để sau thời gian 3 đến 5 năm ép trở về gần như bình thường, cấu trúc thực tổn không đáng kể nữa, vết suy tim lâm sàng hết hở hai lá cơ năng, thì bệnh nhân có thể dịch chuyển từ giai đoạn CD trở về giai đoạn B, có thể như vậy, nhưng mà không phải dễ dàng. NIA thì có thể thay đổi. Đây có định nghĩa suy tim với phân suất tổ hợp thấp trái giảm với mức hiện nay là 40%. Đó. Trước đây các thử nghiệm chủ yếu là 35%, nhưng hiện nay hội thi WHO cho ngưỡng 40%. Ngưỡng này có xu hướng sẽ dự phòng tốt hơn cho những bệnh nhân từ 35 đến 40%, để giúp họ đưa vào cái khuôn khổ điều trị sớm. Thứ hai nữa là 40% là số chẵn, giống như huyết áp 120/80 thủy ngân cho chẵn, dễ áp dụng. Cho nên là nếu ép dưới 40% thì suy tim với ép giảm từ 40-49% là ép trung gian đấy, và có thể cần thêm các cái chỉ số như là tăng NT-proBNP. Còn suy tim trên ép trên 50% là suy tim với phân suất thông máu thất trái bảo tồn, nó bảo tồn. Điều trị suy tim thì có chế độ ăn và thay đổi lối sống, điều trị thuốc và điều trị không dùng thuốc. Tôi nhấn mạnh sự ra đời các cái device, các cái dụng cụ và vai trò của phẫu thuật. Có thể có những phẫu thuật rất cổ điển như là phẫu thuật thay van tim, đấy, sửa van tim, bắt cầu chủ vành, đấy, hoặc những phẫu thuật mà người ta nhắc tới gần đây cũng khá nhiều, chính như là ghép tim, đấy, hoặc là các cái phẫu thuật tái tạo lại cơ tâm thất, cắt bớt cái phần thừa đi, ví dụ như vậy. Thay đổi lối sống thì cũng nói ngắn gọn thôi, đúng không ạ? Duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế muối nước, ngừng hút thuốc lá, hạn chế bia rượu, các chất gây độc cho tim, tập thể lực vừa sức. Chúng ta không cấm các bệnh nhân suy tim không được luyện tập thể lực, nhưng họ sẽ làm việc và lao động vừa sức mình đấy, vừa sức mình, cộng với việc điều trị tích cực bằng thuốc men, bằng các device tùy theo cái giai đoạn nào đó, thì có thể giúp cho bệnh nhân có thể cải thiện tốt hơn đấy. Trong đó thì thay đổi lối sống và điều trị bằng thuốc nội khoa vẫn là nền tảng và xuyên suốt. Phẫu thuật, can thiệp, các thiết bị nó chỉ định trong những bệnh nhân rất cụ thể hoặc trong những giai đoạn bệnh nào đó, còn điều trị nội khoa vẫn là cơ bản. Điều trị nội khoa nó khía cạnh là gì? Hiểu theo nghĩa rộng có nghĩa là phủ hết các giai đoạn từ ABCD. Đấy. Bao gồm có điều trị suy tim giai đoạn A chính là giai đoạn gì? Chúng ta khắc phục, tái lập, phản hồi lại các cái yếu tố nguy cơ gây suy tim, điều trị huyết áp, rối lipid máu, đái tháo đường và khắc phục các rối nhịp tim. Ví dụ dung nhĩ, chúng ta kiểm soát nhịp tốt thì cũng là cách giúp bệnh nhân đỡ về suy tim về dài hạn. Chúng ta giải quyết tốt các bệnh động mạch vành, đúng không? Mạn tính hội chứng vành cấp sẽ được non-stent, đúng không? Động mạch vành hay phẫu thuật bắc cầu, hay điều trị nội khoa tích cực cho các trường hợp suy vành mạn tính ổn định. Các thuốc chống suy tim trực tiếp chính là các thuốc lợi tiểu, ức chế men chuyển, chạy beta, nitrat điều sinh, chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng có một cái overlap là gì? Nhiều thuốc điều trị tăng huyết áp thì cũng là suy tim, điều trị suy tim. Đấy. Nhiều thuốc điều trị động mạch vành cũng là điều trị suy tim. Đấy. Nhưng mà nếu mà xét về các giai đoạn thì cũng là một thuốc ức chế men chuyển,
Nếu chỉ định cho giai đoạn bệnh nhân tăng huyết áp thì giai đoạn gì ạ? Chúng ta chỉ giải quyết được các yếu tố nguy cơ của suy tim. Còn cũng lỗi trên men truyền, chỉ định khi bệnh nhân đã suy tim lâm sàng, có đợt mất bù, thì đấy chính là thuốc điều trị chính danh cho suy tim. Đấy. Nhưng xét cho cùng thì cũng lỗi trên men truyền, cũng là bệnh nhân tim mạch, chúng ta chỉ định giai đoạn nào cũng có thể mang lại lợi ích cho của nó. Và một khía cạnh nữa, chính là chúng ta luôn luôn dự phòng chống đông tắc mạch cho các bệnh nhân suy tim vốn là tuần hoàn bị hạn chế, nguy cơ tắc mạch cao. Tiếp chúng ta sẽ bàn các thuốc men trong điều trị suy tim cụ thể hơn. Nhưng mà chúng ta thấy là gì ạ? Các thuốc điều trị nội khoa hiện nay không phải là tự nhiên chúng ta thích chúng ta điều trị đâu, mà nó trải qua một giai đoạn dài từ khi phát minh đi vào thực tiễn điều trị. Và thực sự thì đặt nền móng cho những quyết định lâm sàng này đã trở thành thường quy ngày hôm nay chính là nhờ vai trò của các thử nghiệm lâm sàng hết sức quan trọng. Và có lẽ nhiều bạn có thể kê thuốc ức chế men chuyển hàng ngày cho bệnh nhân, nhưng hỏi là tại sao thuốc ức chế men chuyển mang lợi cho bệnh nhân suy tim? Đấy, thì chúng ta phải nói tới những nghiên cứu như như Salt, đúng không ạ, với enalapril từ năm 1991 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tại sao thuốc ức chế thụ thể AT1 của angiotensin 2 lại có lợi cho bệnh nhân suy tim? Chúng ta không thể không nhắc tới nghiên cứu Sam Antonet nữa. Thì hơn 2.000 bệnh nhân dùng thuốc ức chế men chuyển bị ho hay phù mạch chuyển sang ức chế thụ thể là can lê sắc tăng, thấy giảm các biến cố, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta nói tới những thuốc mới hơn như là ivabadin, hay là gần đây nhất chính là acne, cũng là những nghiên cứu bản lề. Và trong chuỗi các thuốc men tim mạch chính thống điều trị suy tim chúng ta có ngày nay, chủ yếu các bằng chứng được tích lũy trong vòng 30 năm trở lại đây, có lẽ từ năm 1990 trở đi. Và hiện nay chúng ta đã có một bộ sưu tập các thuốc men điều trị và danh sách sẽ tiếp tục nối dài, tuyên không phải qua một đêm đâu, qua rất nhiều thời gian rất dài, từ những phát minh, qua thực tiễn nghiên cứu pha 3, sau đó có những nghiên cứu pha 4, các cái post-market survey, đấy, tức là nghiên cứu đời thực đấy, thì sẽ cho chúng ta những thông tin rất đầy đủ và một thuốc có chỗ đứng trong điều trị suy tim và phải trải qua thời gian hàng chục năm, thậm chí 20-30 năm như là ức chế men chuyển hay chạy beta giao cảm. Đấy, chúng ta cũng nói tới ví dụ như là các thuốc lợi tiểu kháng progesterone, tại sao trong điều trị suy tim lại có lợi, xếp hạng cao trong mức chỉ định, chúng ta cũng phải biết đó là từ những nghiên cứu nào. Và tóm lại hiện nay về mặt điều trị nội khoa đấy, thì chúng ta thấy có những thuốc sau đây giúp cải thiện được tử vong cho các bệnh nhân suy tim. Thứ nhất là thuốc ức chế men chuyển, thứ hai là chặn beta giao cảm, thứ ba là lợi tiểu kháng progesterone, thứ tư là acne. Đó, thì chúng ta sẽ nói từng thuốc rất cụ thể. Các thuốc cải thiện triệu chứng, đỡ được triệu chứng rất nhanh chóng nhưng không đem lại lợi ích sống còn đấy, như là lợi tiểu đây là lợi tiểu quai đấy. Và thực sự ngày nay cũng khó có thể thực hiện một nghiên cứu lại lợi tiểu furosemide có giảm được tử vong cho bệnh nhân suy tim hay không, khi mà người ta ứ trệ mỗi nước, không thể không dùng thuốc được, không thể randomize allocation chỉ định cho họ vào một cái nhóm lại không được dùng thuốc lợi tiểu khi họ đang phù được đấy. Cho nên là có những khía cạnh có lẽ là vì lý do đạo đức nghiên cứu mà người ta có thể để ngỏ rất lâu dài ở những câu hỏi lâm sàng furosemide hay các thuốc lợi tiểu quai có giảm tử vong hay không, ngày nay cũng khó có thể thiết kế lại những nghiên cứu vì nhiều lý do khác nhau. Điều liều thấp được chứng minh là giảm triệu chứng, liều cao thì tăng tử vong rõ đấy, liều thấp giảm và có thể chấp nhận được trong điều trị suy tim kể cả nhịp xoang. Nitrat có thể giảm triệu chứng, đặc biệt kết hợp hydralazine giúp cho nhóm bệnh nhân có da màu bị suy tim, vân vân. Các thuốc sau đây có thể giúp được trong hoàn cảnh nào đó nhưng có thể gây hại, hết sức cân nhắc. Các thuốc giống giao cảm, chúng ta cho dobutamine một bệnh nhân suy tim EF giảm cung đường tim tốc, huyết áp 90-60 đấy, cho dobutamine này nâng huyết áp lên, làm cho tuần hoàn nó ấm đồng lên một tí, thoát khỏi cái đợt cấp, cải thiện cái khả năng lợi tiểu. Nhưng sau đó chúng ta sẽ phải giảm thuốc xuống, đúng không? Sau thời gian 5-7 ngày là cùng, chúng ta gọi là những cái trường hợp điều trị đợt đổi đối với vitamin holiday ấy. Sau chúng ta sẽ phải gối lại bằng các thuốc nền tảng như là ức chế men chuyển, sau nữa là chạy beta để có thể đảm bảo được bệnh nhân hưởng lợi lâu dài từ các điều trị nội khoa cơ bản, chứ không phải là đem một cái thuốc giải quyết vấn đề sút giảm tuần hoàn 1-2 hôm mà lâu dài không đem lợi ích nhiều đó. Các thuốc chống loạn nhịp phần lớn là không chứng minh được cải thiện lợi ích trong suy tim, thậm chí gia tăng. Bây giờ may ra chỉ còn mỗi Coagulon là giữ được cái vị thế của nó. Còn lại các thuốc khác lần lượt đi vào các thử nghiệm, trong đó có các bệnh nhân suy tim trong các cái subgroup đó đều chứng minh không có lợi của hiệu quả. Thuốc chặn canxi là hết sức cẩn thận, làm giảm sức hút cơ tim, đặc biệt là thế hệ trước đây như là nifedipine,
Amlodipine có thể chấp nhận được trong điều trị suy tim ở khía cạnh là gì? Chúng ta phối hợp với ức chế men chuyển và chạy beta nữa để kiểm soát tốt huyết áp, để huyết áp bệnh nhân hãy còn cao. Chứ còn chúng ta không điều trị, sử dụng điều trị tiên phát. Đi dùng liều cao là tăng tử vong, chúng ta không được sử dụng hiện nay. Không ai nghĩ chuyện dùng 1, 2, 3, 4 viên dioxin trong một ngày. Không ai nghĩ chuyện là dùng nạp, đúng không? Cho tới lúc ngấm đến niệm đồ để chuyển nó duy trì. Mà tất cả các trường hợp điều trị dioxin đều bắt đầu liều thấp và nó chính là liều duy trì. Và theo kinh nghiệm của tôi thì là một nửa viên mỗi ngày. Ít có bệnh nhân Việt Nam mà dùng nạp một viên một ngày trong lâu dài hết. Có lẽ phải sản xuất được cái viên 1,25, 0,125 nếu có dioxin vẫn được sử dụng nhiều. Các biện pháp điều trị dùng thuốc, không dùng thuốc thường chỉ định khi mà gì ạ? Dùng thuốc nó thất bại hoặc là cảm thấy đuối, cảm thấy tiên lượng nặng nề quá, như là hoặc là có những chỉ định, có những điều kiện cần của chỉ định đặc thù. Cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim sẽ chỉ định cho bệnh nhân gì ạ? Suy tim với EF giảm dưới 35% sau khi điều trị nội khoa tối ưu và kèm theo gì ạ? Kèm theo một QRS giãn rộng trên 130 mili giây, theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu và Hoa Kỳ. 120 cũng chưa hẳn có lợi ích, đặc biệt trên 150 mili giây. Có thể cân nhắc cho bệnh nhân gì ạ? Dung nhĩ, dung nhĩ với EF giảm, mà bây giờ chúng ta dự kiến dung nhĩ chậm EF giảm, mà chúng ta dự kiến là dung nhĩ chậm thì phải cấy gì ạ? Tạo nhịp thất, nhĩ thì chịu rồi, tức là VVI. Và nếu như bệnh nhân EF giảm thì chúng ta phải cân nhắc gì ạ? Chúng ta sẽ cân nhắc cấy CRT, tức là tạo nhịp hai tâm thất, mặc dù chỉ định tiên phát là để khắc phục nhịp chậm. Và để ngộ nhỡ là gì ạ? Dung nhĩ có thể tạo nhịp thất chậm, nhưng trong ngày biết đâu nhiều trường hợp dung nhĩ nó cứ lẻn con nút nhịp thất nó xuống, nó lại hoạt hóa tâm thất theo kiểu cũ thì sao? Thế thì người ta khuyên là gì? Nếu sau khi cấy xong thì có thể dùng thuốc để giảm đáp ứng tần số thất, hoặc là cắt nút nhĩ thất đi để đảm bảo thời gian CRT là trên 92-95% trở lên có lợi ích, ví dụ như vậy. ICD có thể chỉ định cho những bệnh nhân suy tim với EF giảm sau khi điều trị nội khoa tối ưu ít nhất là 3 tháng đối với bệnh cơ tim giãn, 3-6 tháng điều trị nội khoa tối ưu theo guidelines, đúng không ạ? Tối ưu không có nghĩa là tối đa, đúng không ạ? Tối ưu có nghĩa là thuốc men ta cho dung nạp hết cỡ rồi mà không cải thiện được nhiều đấy, và EF vẫn tiếp tục giảm dưới 35% thì người ta cấy ICD để dự phòng các rối loạn nhịp thất tiên phát, tức là dự phòng đột tử đó, dự phòng đột tử. Tuy nhiên là ICD không chỉ định cho những bệnh nhân suy tim trong vòng 40 ngày và sau nhồi máu cơ tim đấy. Có một bệnh nhân vào C1 đêm hôm qua đấy, ví dụ thế, suy tim nhồi máu tim trước rộng, có nông đặt stent ở mạch vành đấy, nhưng mà có vẻ hiệu quả cũng không tốt lắm. Sáng sau bệnh nhân vẫn suy tim đấy. Sau một tuần nằm viện siêu âm tim EF còn có 28-29%, bệnh nhân còn tương đối trẻ tuổi, tức là có nhiều yếu tố làm chúng ta nghĩ tới một cái dự phòng tiên phát các rối loạn nhịp thất mà QRS lại thanh mảnh, tức không có cửa cho CRT. Thì khi nào thì cấy ICD? Chúng ta phải bắt buộc phải chờ 40 ngày trở đi sau nhồi máu cơ tim thì mới cân nhắc. Tại sao như vậy? Một số chị nghiên cứu cấy ICD một loạt cho bệnh nhân trong cái giai đoạn từ 2-40 ngày sau nhồi máu cơ tim thì thấy là tăng tử vong. Đấy. Có thể sốc điện chống một số cơn nhanh rung thấp đấy, nhưng tăng tử vong. Cho nên người ta chỉ định ICD như vậy. Là nếu bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim EF mà giảm phải chờ ít nhất là 40 ngày. Đấy. Chúng ta sẽ hỏi là trong thời gian đó, nếu bệnh nhân mà thả bệnh nhân về nhà mà bệnh rung thấp thì sao hả thầy? Thì hiện nay người ta có những cái chỉ định bắc cầu kiểu như vậy. Đeo một cái áo sốc điện WCD, áo sốc điện. Đấy, ngày nào cũng đeo vào. Tắm rửa đương nhiên là bỏ ra, đúng không? Nhưng mà tắm rửa thì phải có người nhà đứng cạnh, nó rung thấp đúng lúc tắm thì chết dở. Cho lại mặc vào. Thông thường thì bệnh nhân, các nghiên cứu thấy là bệnh nhân mặc được trên 90% thời gian và áo sốc điện cũng sốc được một số ca. Đấy, hiệu quả. Nhưng lợi ích cũng không rõ ràng. Đấy, sau 40 ngày thì có thể cân nhắc. Rồi có các dụng cụ hỗ trợ tim như là thiết bị hỗ trợ thất trái. Đấy, chúng ta có cái thiết bị kháng mạch ngoài, tức là đặt một cái bơm. Chúng ta biết cái ghế massage nó bơm hơi bóp vào bóp chân ấy. Đấy, kiểu như thế. Thì đây là một cái trở kháng mạch ngoài mà nó đồng bộ với điện tâm đồ. Nó giống như là một cái quả tim, một cái quả tim phụ bên ngoài để hỗ trợ cho bệnh nhân. Hay phẫu thuật hay ghép tim. Đấy, chúng ta sẽ lướt qua một tí thôi. Đấy, tái đồng bộ tim. Thì thông thường chúng ta sẽ đặt một điện cực vào nhĩ. Điện cực vào nhĩ phải để nhiệm vụ là gì? Nhận cảm hoạt động tâm nhĩ. Sau khi hoạt động tâm nhĩ được nhận cảm,
xong thời gian lập trình ngắn hơn cái thời gian dẫn truyền nhĩ thất bình thường, thì hai tâm thất đồng loạt là kích thích tim bóp, đấy, bóp để đồng bộ hai tâm thất, và ngay sau tâm nhĩ để đồng bộ với tâm nhĩ. Đấy, chúng ta gọi là cái nguyên tắc hoạt động của CRT. Tuy nhiên là những người điều chỉnh người ta có thể thay đổi cái thời gian giữa thất trái và thất phải, giữa hai tâm thất và nhĩ để có thể hiệu quả tối ưu hơn. Đấy, đấy chính là các nguyên tắc lập trình. Rồi chúng ta biết là LVAD đúng không ạ? Thiết bị hỗ trợ thất trái. Đấy, thường cũng chỉ áp dụng trong thời gian bệnh nhân chờ ghép tim, ghép tim khủng hoảng tuần hoàn quá nặng nề. Về mặt kỹ thuật thì cấy vào người thì không phải là quá khó đối với các bác sĩ phẫu thuật tim mạch. Tuy nhiên đây thiết bị gì ạ? Vẫn phải sử dụng năng lượng từ bên ngoài. Đấy, bệnh nhân thì vẫn có thể tương đối khỏe mạnh. Đấy, nhưng mà vẫn luôn luôn phải mang theo một cái nguồn điện đi theo, bình ắc quy đi theo. Đấy, ông này lúc đầu tưởng ông chồng nhưng không phải, ông này là ông bác sĩ đeo biển thêm bác sĩ. Đó. Rồi cái kháng mạch ngoài, đây là một thiết bị mà bệnh nhân suy tim người ta sẽ đặt các cái bóng ở bên ngoài đùi. Đấy, nó sẽ bóp 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 như là một cái công cụ hỗ trợ thêm cho tuần hoàn về của tĩnh mạch. Tuy nhiên phải đồng bộ với điện tâm đồ. Đấy, đây là một bệnh nhân suy tim đặt cái kháng mạch ngoài đó, ông khó thở nằm thế này. Sau đó thì đỡ vì hai cái này thì ít mà đỡ vì hai cô này thì nhiều đúng không ạ? Đấy, thì cũng có thể đỡ đần thêm trong cấp tính. Phẫu thuật thì trong điều trị suy tim, phẫu thuật có thể tái tạo mạch vành kinh điển đó, tái thông lại mạch vành bắt cầu, sửa thay van tim chúng ta cũng đã quen thuộc tại Việt Nam, có thể tái tạo lại hình thái của thất trái và chúng ta ít gặp hơn Việt Nam, loại bỏ những vùng cơ tim không hoạt động, khâu nhỏ lại để cải thiện, và hiện nay thì cũng đang được nghiên cứu và có những cái bằng chứng cũng vẫn còn hơi tranh luận đó. Và cuối cùng là ghép tim là chỉ định những trường hợp suy tim giai đoạn cuối cùng, hết cách điều trị bằng các cái option khác ghép tim. Ghép tim thì nó là ghép tạng, vốn liên quan tới các vấn đề pháp lý khá phức tạp và đạo đức nữa. Tim ghép tim là gì ạ? Một cái thể loại ghép tạng mà nó hơi rất đặc thù ở chỗ là người hiến là lúc nào cũng phải phải chết, và chúng ta chỉ một quả tim duy nhất thôi. Thế về kỹ thuật ghép thì không khó so với các ghép tạng khác như là tĩnh mạch chủ trên, như là động mạch chủ, hay như là cái mặt đằng sau nơi nhĩ phải có cái nút xoang của bệnh nhân cũ đấy, người ta để lại một tí nhĩ phải và nút xoang của bệnh nhân để dùng cái nút xoang làm chủ nhịp mới cho tim, vân vân. Thì việc khâu vá không phải là khó. Đấy, quan trọng nhất là gì? Phải có người hiến. Đấy, người hiến. Và cái giai đoạn lấy từ người bệnh chuyển đến người lành, ví dụ trong một bệnh viện thì dễ, nhưng từ Hà Nội Sài Gòn đấy, cái vận chuyển phải có một cái hệ thống để đảm bảo quả tim nó tươi mới đúng không ạ, khỏe mạnh ghép vào mới có hiệu quả. Đấy, cho nên có rất nhiều vấn đề pháp lý. Ngày trước tôi điều trị một bệnh nhân nam 18 tuổi, nhà ở trên phố quận Hoàn Kiếm, rất có điều kiện kinh tế rất tốt. Bệnh nhân này bị block nhĩ thất cấp 3, suy tim, sau đó đã cấy máy tạo nhịp một buồng, sau đó bị tai biến mạch não chắc liên quan đến buồng tim giãn. Sau chúng tôi đã cấy CRT tại bệnh viện Đông Đô vào năm 2013, không thành công vì là xoang vành nhỏ quá. Thì chúng tôi đã cấy điện cực ngoại mạc trong một cái phẫu thuật tim mở là CRT cho bệnh nhân. Tuy nhiên là tiến triển suy tim vẫn cứ nặng dần lên. Và khi cậu bước sang tuổi 20 thì suy tim nặng quá. Một ngày nọ thì mẹ cậu có gọi điện cho tôi. Tôi nói là thưa bác sĩ, là hôm nay có một người đến bảo là sẽ bán tim cho cháu với giá là 1,2 tỷ. Hôm nay đề nghị ứng trước 600 triệu. Sau khi phẫu thuật xong thì trả nốt 600 triệu. Đấy. Có được không bác sĩ? Nhưng các bạn biết câu trả lời của tôi là thế nào? Ý là gì? Nó cũng hết sức phức tạp đúng không ạ? Đây là một cái ghép tạng đặc thù mà người ghép là phải gì ạ? Tức là sẽ phải hy sinh tính mạng. Nó khác với ghép thận, khác với ghép một số tạng khác. Và chính đó là lý do chủ yếu là gì ạ? Làm cho cái số lượng ghép tim không thể tăng lên được như kỳ vọng chúng ta. Mỗi năm nhu cầu trung bình của toàn thế giới phải 100.000 ca ghép tim. Bệnh cứ tiến triển đoạn cuối cùng mà. Đấy, nhưng mà chúng ta khó, không có người trò là như vậy. Cho nên cái kỹ thuật này cứ dẫm chân tại chỗ. Việt Nam chúng ta cũng bé về ghép tim hơn chục năm nay. Tôi nhớ mãi cái hội thảo lần đầu tiên kick off cho ghép tim được tổ chức tại Học viện Quân y. Ở Học viện Quân y người ta lúc nào chuẩn bị 3 con lợn cho một vụ ghép tim. Một con lợn cho, một con lợn nhận, một con lợn để lấy máu để truyền. Đấy. Và sau đó một đoàn chuyên gia Đức sang hỗ trợ. Tức là chúng ta đã chuẩn bị cho ghép tim từ những năm
từ những năm ngoài 2000 một tí, 2005-06 đấy. Và thời đấy tôi cũng đã tham dự rất nhiều cái hội thảo ghép tim với tư cách là người đi phiên dịch thôi. Thì thấy rằng là rất cố gắng, nhưng mãi sau bao nhiêu năm tôi biết có bao nhiêu bệnh nhân ghép tim đã được thực hiện tại Việt Nam, bao nhiêu người còn sống, rất ít ỏi, đúng không? Rất ít ỏi. Thỉnh thoảng chúng ta cũng ghép được một ca có đưa tim rất nhiều, tuy nhiên đấy chỉ là những hành động có mang tính biểu tượng thôi, còn thực ra nhìn chung chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Câu hỏi đặt ra là dư hậu của ghép tim như thế nào? Thì tương đối tốt, đúng không? Nhưng mà nhân ghép tim thường là gì ạ? Thời gian sống kỳ vọng chỉ có 6 tháng đến 1 năm là cùng thôi. Thì ghép tim là gì ạ? Sau 1 năm tới gần 90% các bệnh nhân vẫn còn sống sót. Sau 5 năm tỷ lệ sống sót vẫn sấp xỉ 70%, hơn 70% ở nam và non 70% ở nữ. Qua lượt đường này thấy rằng là ghép tim là một cái kỹ thuật hiệu quả trong kéo dài sự sống cho các bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối cùng. Và tiên lượng ghép tim ở nam là tốt hơn so với nữ. Đó. Phần lớn các bệnh nhân ghép tim sau này rất nhiều trường hợp tử vong do cái gì ạ? Do ung thư, do dùng ức chế miễn dịch lâu dài là bị ung thư. Vì là không có kháng thể để chống lại các tế bào ung thư. Và tử vong liên quan tới các nhiễm trùng là nhiều. Còn suy tim và một số trường hợp cũng là thải ghép, đương nhiên là phải có vấn đề thải ghép nữa. Một vài hình ảnh minh họa thôi. Đấy, đây là một cái giáo sư thỉnh giảng của Đại học Florida. Đấy, ghép tim từ năm 1988. Đấy. Và cái đây vài năm thì thầy vẫn đứng giảng bài, chứng tỏ là dư hậu rất là tốt, gần 20 năm. Gopher Eric Compton, đúng không? Hai lần ghép tim. Đấy, một lần ghép sau lại thải ghép, lại ghép lại lần nữa. Đấy mà vẫn đạt được giải nhì, giải Gopher của Mỹ mở rộng. Đó. Dick Cheney, đúng không? Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên là câu chuyện tim mạch là gì? Dick Cheney bị nhồi máu cơ tim lần đầu khi chưa đến 40 tuổi. Nhồi lần thứ hai, nhồi lần thứ ba. Đấy, ba lần nhồi máu cơ tim. Đã đặt rất nhiều stent động mạch vành. So với ông này là một trong những ông bị tái hẹp rất khủng khiếp. Cho nên trong giới động mạch vành ấy, người ta dùng cái gọi là Chinese disease, đúng không? Là bệnh Chinese, tức là tái hẹp liên tiếp. Cho nên cái hình ảnh cái ông Chinese mà trong các slide của các thầy mạch vành, cái giai đoạn mà stent phủ thuốc chống tái hẹp ấy, gần như hội thảo nào cũng thấy. Đấy. Và sau cuối cùng thì gần đây ông đã được ghép tim mà ông vẫn còn sống. Tony Hughesman ghép tim năm 1978, người được cho rằng sống lâu nhất sau ghép tim được 32 năm, rất đáng kể đúng không ạ? 32 năm. Và ông mất năm 2009 là do viêm phổi, chứ không phải là do. Đây là hình ảnh của bệnh nhân sau khi được ghép tim một cái ca phẫu thuật hàng chục giờ đồng hồ. Và đây là hình ảnh ông ở giai đoạn cũng tương đối cao tuổi, vẫn còn khá khỏe mạnh, nhưng sau này là mất vì viêm phổi, chứ không phải là suy tim hay thải ghép. Trước khi kết thúc phần 1, vì có phần 2 nữa, tôi xin nói một vài nét tóm lược về các cái đường hướng chính nhất liên quan tới xử trí suy tim. Cụ thể là suy tim với phân suất tổng máu thất trái giảm là cái đối tượng chúng ta gặp nhiều nhất và là những đối tượng mà chúng ta đã có một cơ sở dữ liệu khoa học tương đối đầy đủ đấy để biết được các thuốc men có lợi như thế nào cho các bệnh nhân suy tim. Các bệnh nhân suy tim có phân suất tổng máu thất trái giảm và có triệu chứng, tức là cái dòng trên cùng đấy, suy tim với chức năng tâm thu thất trái giảm có triệu chứng, bắt đầu trị liệu bằng thuốc ức chế men chuyển và chặn beta giao cảm. Có một câu nhỏ cũng rất quan trọng là hãy nâng liều lên nếu bệnh nhân vẫn còn dung nạp được cho tới khi diện bệnh nhân diện liều tối đa theo khuyến cáo thực hành. Cho nên sau này các bạn thấy là nhiều bệnh nhân suy tim tại phòng khám các bạn, bệnh nhân khám đi khám lại triệu chứng vẫn còn tồn dư, vẫn mệt, không lao động được. Trong đơn thuốc chỉ có một viên Z-Syn 5mg thôi. Và sau suốt một năm, có lúc này lúc khác, có lúc huyết áp trồi lên, đấy, tương đối tốt, vững. Thế chúng ta không bao giờ nhớ chuyện là tăng lên 10mg cho bệnh nhân. Và kết quả là dư hậu không tốt. Một ngày nọ thì chuyển ra một bác sĩ khác, người ta có đọc học cái bài này. Người ta bảo là bây giờ Z-Syn 5mg mà huyết áp bác bây giờ đo 125/70 m/s. Đấy. Nhịp tim của bác là 86 lần một phút, bác đã dùng beta lông dốc 25mg. Lần này tôi sẽ tăng cho bác lên 10mg Z-Syn và 50mg beta lông dốc. Đấy. Và sau đấy dư hậu hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta biết như vậy. Đây chính là cái câu nhỏ nhỏ này. Hãy tăng liều lên tới mức dùng nạp được. Và nếu chúng ta vẫn còn chỉ định. Nếu bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, thì chúng ta bắt đầu cân nhắc lợi tiểu kháng aldosterone. Như là spironolactone hay là eplerenone ấy. Cái thuốc thứ hai thì không có tại Việt Nam. Hiện nay tất cả các bệnh nhân suy tim với phân suất tổng máu thất trái giảm vào viện ngay ngày đầu là các bác sĩ nội trú cho luôn thuốc
hơn tiểu kháng cholesterol. Phần lớn cũng đúng thôi, vì đấy những bệnh nhân gặp chúng ta là những bệnh nhân suy tim đã tái đi tái lại nhiều lần, chuyển đến viện tim mạch quốc gia mà. Và suy tim cũng tương đối là trơ hoặc kém đáp ứng với các lần điều trị trước đó. Nhưng nói thật là gì, chúng ta đây là một cái chỉ định bước 2 chứ không phải tiêm phát ngày đầu. Ngày đầu vào thường là cho lợi tiểu quay. Nếu bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì những hoàn cảnh sau đây chúng ta cân nhắc. Có thể chuyển ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể sang acne. Hiện nay chúng ta có Uperio tại Việt Nam. Quan điểm châu Âu là như vậy. Quan điểm Hoa Kỳ là sao? Quan điểm Hoa Kỳ là nếu mà các bệnh nhân phù hợp dùng acne ngay từ đầu. Đấy, cũng có thể là như vậy. Thứ hai là suy tim rồi, điều trị ức chế men chuyển, chạy beta giao cảm, liều đã dung nạp, điều chỉnh tối đa có thể dung nạp được, đã cho lợi tiểu kháng cholesterol, vẫn còn triệu chứng, nhịp xoang và QSC 130 mg, cân nhắc chỉ định cái CRT. Đó. Nếu bệnh nhân vẫn còn nhịp xoang nhanh hơn 8-70 chu kỳ phút và đang dùng chặn beta giao cảm, liều cũng chỉnh đến mức tối đa có thể dung nạp được, chỉ là dùng huyết áp thôi. Một số trường hợp là liên quan tới tác dụng phụ như là dùng liều cao lạnh chân lạnh tay đấy. Và vài ông có những tác dụng phụ khác nữa thì đành lại, nhưng nhìn chung chủ yếu là dựa vào số đắp phân thu còn vững thì chúng ta gì ạ, liều mà không thể tăng chặn beta nữa chúng ta cân nhắc ivabarin đấy. Nếu vẫn còn triệu chứng thì sao ạ, thì chúng ta cân nhắc digoxin. Đấy chính là bước thứ tư. Nhiều trường hợp digoxin cực kỳ giúp luôn đấy, điều trị mãi một ngày nọ thôi, đằng nào cho nửa viên digoxin vào thì lợi ích lại rất khác biệt. Bệnh nhân có thể, tôi nhớ có một trường hợp, thì đây là cấp độ như ca lâm sàng đó, mức độ bằng chứng nó ít ỏi thôi, nhưng mà một trường hợp cũng là một bệnh nhân dung nhĩ OF giảm, đã đặt một cái CRT sau triệu chứng tái đi tái lại mãi, và chúng tôi đã quyết định cho một chút digoxin, thì sau một năm trời liên tiếp bệnh nhân không phải tái nhập viện lại, mặc dù trước đó liên tục phải tái nhập viện. Ví dụ như vậy, dùng các cái thiết bị hỗ trợ thất trái, cân nhắc ghép tim. Đấy chính là cái dòng của chỉ định của chúng ta là như vậy. Tất cả các bệnh nhân suy tim bất cứ lúc nào có ứ trệ nước thì dùng thuốc lợi tiểu quay, chính là cái dãy này này đó, một vạch cái từ đầu cho đến cuối, có nghĩa là giai đoạn nào cũng lợi tiểu có thể giúp được nếu ứ trệ muối nước. Thứ hai nữa là tần suất thời gian điều trị, nếu như EF vẫn còn dưới 35%, mặc dù điều trị nội khoa tối ưu, cân nhắc chỉ định cái ICD như dự phòng tiên phát, hoặc nếu bệnh nhân có tiền sử đã bị các rối loạn nhịp thất phức tạp thì chúng ta cấy ICD như dự phòng thứ phát. Thì nói thật các bạn là riêng cái thanh xanh xanh này tại Việt Nam chúng ta còn rất dè dặt, rất ít bệnh nhân suy tim nặng được dự phòng tiên phát bằng ICD, bởi vì chúng ta quá e ngại cái chi phí điều trị quá lớn, và đặc biệt cái tiêu chí dự phòng tiên phát chúng ta thấy cũng gì ạ, chưa thực sự bị thuyết phục bởi cái sự bảo vệ lợi sống còn. Nhưng nói thật là gì, các cái bằng chứng bảo vệ của ICD cho bệnh nhân suy tim với F giảm, có thể do bệnh tim thương cục bộ, có thể bệnh cơ tim giãn, đến hiện nay là rất thuyết phục. Chính vì vậy cột này nó mang màu xanh diện, xanh lá cây, có nghĩa là chỉ định loại 1. Tuy nhiên là trong hoàn cảnh thực tiễn của chúng ta cũng không phải lúc nào muốn cũng được ngay, nhất là bệnh nhân không có điều kiện về chi phí. Quan điểm Hoa Kỳ cũng một vạt chữ thế này, nhưng nói chung là nhìn chung là cơ bản là giống châu Âu, chỉ có mấy điểm sau đây hơi khác biệt một chút. Quan điểm Hoa Kỳ thì người ta cho chỉ định của hydralazine và nitrat cho những bệnh nhân suy tim mà da màu. Đấy, Hoa Kỳ người ta quan tâm hơn, chắc là người ta có quần thể này khá lớn. Tại Việt Nam chúng ta ít người da màu bị suy tim. Thứ nhất là ít người da màu, thứ hai là ít người da màu bị suy tim hơn nữa. Rồi chúng ta ít để ý cái dòng khuyến cáo này, và tôi nghĩ cũng không quan trọng, sau này gặp thì giờ đã xem lại. Nhưng có một điểm khác biệt thứ hai là quan điểm về acne có thể lựa chọn đầu tiên. Đấy, suy tim với phương pháp tổng hợp thất trái giảm thì chúng ta có thể cân nhắc điều trị acne sớm hơn quan điểm châu Âu. Nhưng nhìn chung là hai cái hiệp hội này đều có những cái quan điểm đường hướng tương đối giống nhau ở điều trị suy tim. Tôi còn phần 2. Vậy thì chúng ta ứng dụng lý thuyết và thực hành như thế nào? Thì các bạn muốn nghỉ 5 phút thì được, không thì tôi thì bày luôn nhé. Bày luôn. Đấy là một vạn loạt các cái thông tin về suy tim. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày một vài nét về ứng dụng trong thực tiễn điều trị như thế nào. Thì đây là một bệnh nhân nam 36 tuổi vào viện vì khó thở, mệt mỏi tăng dần. Bệnh sử là triệu chứng khoảng 6 tháng trở lại đây. Gần đây thì bệnh nhân khó thở về đêm nữa.
Lương cảm giác mệt mỏi, tim đập nhanh, đã khám tại bệnh viện tỉnh chẩn đoán suy tim. Đấy, khám thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, khó thở Nia 3, nghe tim thì nhịp đều, tần số nhanh 105 chu kỳ phút, tiếng tim mà có ngựa phi trái, thường thứ 36 âm mỏng. Đấy, nhưng bệnh nhân này cộng có ghi nhận tâm đồ nữa là gần như chẩn đoán suy tim ở ép giảm đấy, huyết áp 105/70, phổi ít gian, gan mất máy và sườn phù hai chân. Đây là cái bệnh sử các bạn vẫn biết hàng ngày đấy. Tiền sử rất là khỏe mạnh, không đái tháo đường, không rõ tăng huyết áp đâu. Huyết áp thì có bảo là có lúc từ 130/140, nhưng cũng chưa tôi phải là ghê gớm. Đấy, tiền sử thì hút thuốc lá đã bỏ, uống rượu nhiều, đấy, vân vân, ăn hơi mặn. Điện tâm đồ có nhịp nhanh xoang, dày thất trái, rối loạn trái cực theo kiểu là gì ạ? Ép giảm. Không biết các bạn thế nào, thì tôi nhìn thì tôi cũng cảm thấy là những trường hợp suy tim ép giảm khá là điển hình đấy. À, sắp tới chúng ta sẽ có một vài cái tổng kết để có thể đưa ra những cái tiêu chuẩn. Isco tim phổi thì thất trái giãn và ứ trệ phổi, mỏng tim trúc xuống cơ hoành đó. Xuyên tim thì DD66F21%, hở hay đã nhiều. Đấy, như vậy là chẩn đoán suy tim được tương đối rõ ràng. Xét nghiệm máu chức năng gan thận còn tương đối tốt, có bằng chứng marker về suy tim proBNP tăng 1028 là cao. Đấy, đông máu cơ bản bình thường. Phân độ suy tim chúng ta thấy trong trường hợp này thì bệnh nhân là gì? Suy tim dạng C, tức là suy tim lâm sàng đấy, và Nia 3. Thế là chúng ta đặt ra vấn đề song song với việc chúng ta xử trí là suy tim là nguyên nhân gì, là bệnh van tim hở hai lá nhiều mà, là tiên phát cái suy tim hay là thứ phát, là suy tim buồng tim giãn làm cho vòng van bị to ra gây hở hai lá, suy tim buồng tim giãn làm cho khoảng cách từ đáy tim tới mỏm tim xa ra làm dây chằng căng làm cho van hở, có thể có khi van đã hở suy tim nặng thì van lại càng hở thêm, cho nên chưa biết là tiên phát hay thứ phát. Đây là một câu hỏi tương đối khó trong nhiều trường hợp. Đấy, hở trước suy tim hay là suy tim trái rồi mới hở. Bệnh mạch vành có thể lắm chứ, đúng không ạ? Tuổi 36, hút thuốc lá nhiều năm, cũng có nguy cơ nhất định. Ngộ độc rượu hay là vô căn, bệnh cơ tim giãn. Bệnh nhân được chụp mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, thấy rằng là không có hẹp mạch vành đáng kể, dòng chảy hơi chậm một tí. Tuy nhiên đâu đó là xuất hiện một vài cái mảng sơ vữa, lại gây hẹp khoảng 40% động mạch mũ đoạn 2-3 gì đây. Đó, động mạch vành phải thấy là gì ạ? Cũng tương đối tốt, chỉ có dòng chảy hơi chậm, dòng chảy hơi chậm. Đó, nhưng tóm lại là gì? Hẹp mạch vành không phải là thủ phạm gây suy tim bệnh nhân này. Có phải là ngộ độc rượu không? Đúng không? Thì có thể lắm chứ, đúng không? Năm 2013 Hội Tim Mạch Châu đã có một khổ ngắn ngủi thôi, hơn 100 chữ, nhưng cũng cho chúng ta thấy được một cái giả thuyết chúng ta nói rất nhiều năm, nhưng đến bây giờ thì đã được khoa học thừa nhận là lạm dụng rượu kéo dài có thể là gây suy tim và giảm ép. Tuy nhiên là cũng phải cỡ khoảng 90 gram cồn một ngày trong vòng hơn 10 năm thì mới có thể suy tim được, chứ không phải là ngày uống một chén thì khó suy tim lắm, đúng không ạ? Và tuổi cũng tương đối trẻ, từ 30-55 thôi. Còn ông cụ 80 tuổi uống rượu cũng tương đối, nhưng suy tim thì cũng phải xem nguyên nhân khác nữa, nào là tăng huyết áp, là bệnh mạch vành trước đó. Chẩn đoán bệnh nhân này là suy tim dạng C, Nia 3, giảm phân suất tổ máu thất trái giảm phân suất tổ máu thất trái. Điều trị nội khoa suy tim thì chúng ta sẽ bàn như thế nào? Trường này nói thật là gì? ICD cũng không có, xin lỗi, CRT cũng không có chỉ định. ICD thì chưa đặt ra ngay. Từ hôm nay mới gặp bệnh nhân ngày đầu, đã điều trị nhiều đâu, đúng không ạ? Phải điều trị nội khoa tối ưu một thời gian mới cân nhắc. Đấy. Các thuốc chúng ta đã cho thuốc đấy, hàng ngày các bạn vẫn viết như vậy đấy. Furosemide, spironolactone, lisinopril, nitrobenzamine, digoxin. Đấy. Vấn đề là bằng chứng như thế nào? Đây chúng ta cũng khảo sát lại một chút. Thì hiện nay thứ nhất nói về lợi tiểu quay chỉ định loại 1, mức độ bằng chứng C. Một là gì? Một là chỉ định rõ ràng. C là gì? C là vẫn dựa vào gì ạ? Dựa vào kinh nghiệm lâm sàng. Đấy, trước sau bao nhiêu năm người ta vẫn chưa có một cái randomized clinical trial, và có thể sẽ không bao giờ có một thử nghiệm là mời ông một căm ông suy tim khó thở gan phổi phù chân vào viện, sẽ ngẫu nhiên chia làm gì ạ? Một nửa được điều trị thuốc lợi tiểu quay, nửa thì không, chúng ta phải dùng để giảm triệu chứng. Nguyên tắc là giảm bớt các bao gạo, giảm gánh nặng cho tim, đấy, làm cho con lừa nó chạy nhanh hơn. Lưu ý khi sử dụng là gì? Lợi tiểu quay, tiêu chí tử vong chưa được chứng minh là giảm được. Mục tiêu là
tăng thải nước tiểu. Đối với các bệnh nhân không quá cấp tính, các bạn hãy giảm cân nặng từ 0,5 đến 1 kg mỗi ngày. Thực ra tất cả các tại khoa tim mạch có bệnh nhân suy tim ấy phải có một cân nặng ở đầu khoa, hàng ngày bệnh nhân phải cân một cân. Đấy, chứ chúng ta khám xét nhiều lúc cũng không chính xác bằng cân, và mỗi ngày bệnh nhân giảm khoảng nửa cân đến 1 kg cân nặng là vừa phải. Còn nếu mà dùng thuốc lợi tiểu xong ngày mai bệnh nhân bảo em hôm qua là giảm 5-7 cân thì không nên. Cần bù kali có thể kết hợp với lợi tiểu kháng aldosterone. Và một số thuốc lưu ý, như các bệnh nhân dùng quá nhiều cái thuốc giảm đau nonsteroid thì cũng có thể bớt tác dụng lợi tiểu đi. Đúng không? Đó là lưu ý. Lợi tiểu kháng aldosterone có thể áp dụng cho những trường hợp sau đây. Cái này các bạn có thể không biết đâu. Một là chỉ định cho bệnh nhân suy tim với MIHA24 có giảm nhiều EF dưới 35%. Chứ còn nếu mà 50% mà dùng ngay kháng aldosterone cũng không phải đúng. Chỉ định cho bệnh nhân sau dùng tim với EF dưới 40% có triệu chứng hoặc đái tháo đường. Đó. Đó là hai chỉ định như vậy. Hiện nay chúng ta dùng lợi tiểu kháng aldosterone tương đối thường quy cho bệnh nhân suy tim. Nhưng nói thật, hỏi bạn nội trú là chỉ định nào thì có thể nhiều bạn cũng không nhớ hay gạch đầu dòng này đâu. Lợi tiểu kháng aldosterone thì thải một chút lợi tiểu, thải một chút nước, nhưng chủ yếu là gì ạ? Nó tác động lên hệ thống renin-angiotensin aldosterone, cho nên là bớt được cái tái cấu trúc bất lợi cho thất trái. Do vậy nó có thể có hứa hẹn hiệu quả dài hạn. Hai nghiên cứu quan trọng đưa lợi tiểu kháng aldosterone vào thực tiễn điều trị. Một là nghiên cứu Gauss trên bệnh nhân suy tim MIHA34, 1600 bệnh nhân chia ngẫu nhiên làm hai nhóm theo dõi dọc 24 tháng. Một nhóm điều trị nội khoa suy tim cơ bản và spironolactone, một nhóm điều trị cơ bản và giả dược. Còn này đó, kết quả cho thấy là lợi tiểu kháng aldosterone trong trường này là spironolactone đã làm giảm được tỷ lệ nhập viện, giảm mức độ NIHA, giảm tử vong do suy tim và cách có ý nghĩa thống kê mức giảm sấp xỉ 30-35%. Nghiên cứu thứ hai, nghiên cứu Ifizus cho Eplerenone, một cái thuốc lợi tiểu kháng aldosterone khác không có sẵn tại Việt Nam. 6.000 bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim, chia làm ngẫu nhiên hai nhóm, một nhóm điều trị sau nhồi máu cơ tim và suy tim tiêu chuẩn cộng với thuốc lợi tiểu này, nhóm còn lại là gì? Điều trị giống hệt như thế mà chỉ có giả dược thay cho viên lợi tiểu. Kết quả theo dõi dọc trên một năm cho thấy là thuốc lợi tiểu kháng aldosterone đối với bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim có EF giảm trong trường hợp này dưới 40%, giảm được có ý nghĩa tử vong, giảm ý nghĩa tử vong do tim mạch và tử vong chung đấy, giảm có ý nghĩa đột tử, nhưng không rõ rệt lắm mặc dù có xu hướng giảm tử vong vì suy tim. Đấy, đấy chính là bằng chứng rất là công tâm, đúng không? Và do vậy nó có chỉ định cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim có EF giảm. Lưu ý là gì? Chúng ta nên chỉ dùng cho bệnh nhân có mức lọc cầu thận trên 30 ml một phút trên mét vuông da, 10/3. Đó. Cho nên suy thận nặng quá chúng ta không dùng. Đây là thuốc không giảm mức lọc cầu thận, nhưng mà có nguy cơ làm tăng kali. Và khi kali máu đầu vào nên hạ xuống dưới 5,0 thì hẵng cho lợi tiểu kháng aldosterone. Đấy. Và nếu như trên 5,5 thì phải dừng thuốc này, theo dõi chức năng thận sau 23 ngày, sau 7 ngày, mỗi tháng một lần khi mà theo dõi bệnh nhân trong điều kiện ngoại trú. Cái này chúng ta làm cũng đúng thôi, không có gì sai. Thuốc chức năng chuyển người ta đã bàn nhiều, đây là thuốc nền tảng cải thiện triệu chứng và giảm tử vong. Đấy, giảm tử vong là quan trọng nhất, đúng không ạ? Sau đó giảm khả năng nhập viện, giảm cái tần suất nhập viện do suy tim mất bù. Chỉ định rõ ràng loại 1, mức độ bằng chứng A, có nghĩa là một mức độ chỉ định bằng chứng cao nhất. Nguyên tắc là tái cấu trúc lại tâm thất là chủ đạo, ngoài ra có tác dụng giãn mạch. Các thử nghiệm về thuốc trên men chuyển trong suy tim khá là đa dạng. Bây giờ tôi hỏi, trong nghiên cứu SEP thì người ta nghiên cứu thuốc trên men chuyển nào, có ai biết không? Nghiên cứu HOPE thì thuốc trên men chuyển nào? Nghiên cứu Europa các bạn biết không? Phần lớn là không biết, đúng không? Là không biết. Thế qua dịp này là gì? Ai cũng thuộc nằm lòng, thuốc trên men chuyển lợi cho suy tim, giảm nhập viện và tử vong. Nhưng mà nếu các bạn là bác sĩ nội trú, các bạn là thạc sĩ y khoa, có nghĩa là phải có dính đến vấn đề tư duy khoa học, các bạn hãy quay lại đọc các cái nghiên cứu này để biết được là cái thuốc gì đã được sử dụng, đúng không? Nghiên cứu SOL là gì? Lấy Nalaprin chẳng hạn, đúng không? Đấy. HOPE là với Captopril, Europa là với Perindopril, vân vân. Đó, người ta biết. Và ở Việt Nam chúng ta ít trao đổi với nhau những chuyện này, nhưng ở nước ngoài thì các đồng nghiệp lại trao đổi dựa chủ yếu vào nghiên cứu.
học rất coi nhẹ cái kinh nghiệm cá nhân, mặc dù nó rất đáng kể, nhưng mà trong môi trường học thuật người ta trao đổi chủ yếu bằng bằng chứng. Đây là điểm khác biệt. Còn Việt Nam là gì ạ? Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, tôi có ca lâm sàng này thì cũng được thôi, nhưng mức độ bằng chứng được xem là thấp. Ước cho bên chuyển, ước tính chung giảm tử vong thêm 16-31% so với giả dược. Đó. Tức là cũng cũng nhiều đấy, nhưng cũng không phải là quá nhiều đâu. Thế mà nó đi vào điều trị nền tảng từ rất nhiều năm đấy. Nếu sử dụng là khởi trị thấp từ tăng dần và đạt liều tối ưu, nhắc lại. Đó. Đôi khi gặp phù mạch ho khan. Và nếu như vậy thì chúng ta hãy chuyển sang ức chế thụ thể. Nên chuyển. À, thụ thể AT1. Ức chế thụ thể hiện nay chỉ định cho bệnh nhân không dung nạp ức chế men chuyển là 1A. Có thể trị liệu đầu tiên nếu các bạn muốn. Đấy. Và bệnh nhân suy tim thì gì ạ? Rất dễ ho. Nào là ho do viêm phổi, ho do ứ nước ở phổi. Đấy. Ho đủ các loại. Nhiều khi chúng ta có trường hợp chúng ta ngại bệnh nhân ho lắm. Hoặc là ho không biết do cái gì. Thì các bạn có quyền lựa chọn các thuốc ức chế thụ thể AT1 angiotensin như lựa chọn đầu tay của suy tim. Tuy nhiên cũng không phải tất cả đâu. Một số thuốc như lô sạc tăng, canê sạc tăng, chứ còn temi sạc tăng lại chưa có bằng chứng. Rồi van sạc tăng, điều van, đó là những cái thuốc có bằng chứng. Mỗi nghiên cứu, mỗi thuốc này đều có một diện nghiên cứu riêng cho nó. Đấy. Các bạn chắc chẳng bao giờ để ý là nghiên cứu Valiant là gì. Rồi nghiên cứu Chamantinet, đúng không? Đó là những nghiên cứu mà nó đã đưa thuốc ức chế men chuyển đi vào thực tiễn điều trị. Người ta cũng khuyên là không kết hợp hai thuốc này cho các bệnh nhân. Tại sao biết không? Tại vì người ta không thử nghiệm bệnh nhân suy tim đâu. Người ta thử nghiệm bệnh nhân tăng huyết áp, nghiên cứu on target. Thế nên là kết hợp giữa temesac tăng và ramipril để làm tăng tổn thương thận. Cho nên người ta hiện nay không kết hợp hai thuốc. Đấy. Và qua cái nghiên cứu đó, nghiên cứu on target thì đẻ ra nghiên cứu transcend. Đấy. Cho nên mỗi thứ lịch sử nó có nhiều cái rất là hay. Đấy, trong internet đặt ra câu hỏi là nếu không dùng nào bước trên men chuyển thì dùng ARB có lợi hơn so với giả dược không? Thì thấy là gì ạ? Đều giảm các tiêu chí tử vong ngoại nguyên nhân, nhập viện do suy tim, tử vong do bệnh tim mạch, đều giảm một cách có nghĩa thống kê. Đó. Nếu một nghiên cứu mà tự tin ấy, thì người ta sẽ đưa ra các tiêu chí chính rất chuyên biệt, kiểu như diện giảm đột tử hay không, giảm tử vong suy tim mất bù không, giảm tái nhập viện suy tim không, từng tiêu chí riêng rẽ. Nếu các nhà thử nghiệm không tự tin lắm thì người ta phải bằng cách nào, hoặc có những khó khăn khách quan trong nghiên cứu. Ví dụ nghiên cứu trong một đối tượng bệnh nhân mà nguy cơ thấp quá, sau 3 năm theo dõi chả có ai biến cố và chết cả, thì để phân tích được người ta làm gì ạ? Phải gộp các tiêu chí lại. Các bạn hiểu vào đây không? Cho nên người ta, chúng ta có những cái câu kiểu như là primary endpoint là tiêu chí chính, hoặc là composite endpoint là tiêu chí gộp chính. Đấy. Thế thông thường thì một nghiên cứu mạnh có nghĩa là gì? Trả lời từng tiêu chí riêng rẽ một cách rõ ràng, thắng hay thua. Còn trong trường hợp không chắc chắn lắm, hoặc nghiên cứu có nhiều vấn đề hạn chế về tài nguyên nguồn lực hoặc khách quan khác, người ta phải chấp nhận là gì? Tiêu chí gộp. Đấy. Chứ các bạn đọc thì tiêu gộp có nghĩa là yếu hơn một chút đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn vài nét về digoxin. Đây là một thuốc quen thuộc. Digoxin là gì? Giống như củ cà rốt trong mũi con lừa, kích thích tim co bóp mạnh lên, nhưng không giải quyết căn bản cán cân cung cầu oxy hay tái cấu trúc cơ tim. Do vậy thì digoxin nó cũng không giải quyết được dài hạn cái vấn đề của suy tim. Chứ giống như củ cà rốt trong mũi con lừa, kích thích con lừa chạy nhanh nhưng không cung cấp năng lượng, không tái cấu trúc sức khỏe cho nó, thì dần chúng sẽ mệt thôi. Đó. Cho các nghiên cứu cho thấy là, đặc biệt nghiên cứu Dick đăng trên New England vào năm 1997 thì đã trả lời một câu hỏi gây sửng sốt ngày đấy, là digoxin cho dù dược lý học tăng sức hút cơ tim nhưng không cải thiện được sống còn so với giả dược. P và 0,8 là P rất là yếu, đúng không? Hai cái gần như ngang bằng nhau. Đấy. Tuy nhiên là gì? Tôi thấy đó là digoxin mà liều cao thì tử vong nhiều, liều thấp thì tử vong ít hơn. Đấy, cho nên người ta bên này có một câu chuyện là vẫn chấp nhận dùng digoxin liều thấp vẫn có lợi ích nhất định. Đấy, chúng ta để ý cái đường màu xanh xanh lá cây ở đây so với đường màu vàng là giả dược cũng giảm tương đối đấy, so với đường màu vàng. Đấy. Cho nên người ta thấy là gì? Trong trường hợp này liều trung bình liều cao tuyệt đối không dùng, nhưng nếu liều thấp duy trì có thể cân nhắc cho các bệnh nhân suy tim với phân suất tổng máu thấp trái giảm, ngay cả khi bệnh nhân có nhịp xoang. Còn đương nhiên ưu tiên lựa chọn là diện các bệnh nhân rung nhĩ nhanh. Đó. Chỉ định hiện nay 2A có nghĩa là ức chế men chuyển chạy beta
lên tiểu kháng cholesterol mà vẫn còn triệu chứng thì cân nhắc dioxin. Đó. Bệnh nhân này sau khi cho lợi tiểu oxy men chuyển thì có đỡ, đỡ. Ngày đầu đấy, lợi tiểu furosemide này, lợi tiểu kháng cholesterol này, oxy men chuyển liều vừa phải này, đấy, vân vân. Và bệnh nhân này bắt đầu đỡ khó thở, đương nhiên tim cũng chậm lại phần nào, huyết áp thì cũng khá tốt lên một tí. Đối với bệnh nhân suy tim trái, các bạn biết sau thời gian điều trị huyết áp trồi lên có nghĩa là một tín hiệu cực tốt. Hoặc có nhiều bệnh nhân suy tim trái vào viện vì hen tim phù cấp mà huyết áp tâm thu vẫn còn đủ hoặc thậm chí hơi cao, đấy là tin tốt. Đó. Bệnh nhân này sau điều trị vài hôm mặc dù cho oxy men chuyển lisinopril vốn là một thuốc hạ áp, lợi tiểu vốn là một thuốc gì cũng làm giảm huyết áp tâm thu nếu mà rút nước nhiều, nhưng mà sau một vài ngày, 5-7 ngày thì huyết áp tâm thu lại trồi lên, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cung lượng tim được vãn hồi đấy, mạch nảy vững vàng hơn. Và đến lúc này bệnh nhân hết phù chân thì bước tiếp theo chúng ta sẽ giảm bớt lượng tiểu quai, giữ tiểu kháng cholesterol về lịch dài hạn, tăng liều ức chế men chuyển từng tí một, cho thêm ức chế chạy beta giao cảm, statin chống đông, cân nhắc các cái chỉ định đó. Chúng ta nói lại, nói thêm một chút về chạy beta giao cảm. Đây là một thuốc mà giảm bớt cái hoạt hóa quá mức thần kinh giao cảm gây độc cho tim mạch không có lợi. Là chỉ định bây giờ của chạy beta giao cảm là gì? Chỉ định loại 1A, đấy, không còn bàn cãi. Tuy nhiên đây là một thuốc mà sẽ nhảy vào bước 2 sau vài ngày sau khi suy tim đã ổn định hơn, đặc biệt là huyết áp tâm thu vững, và đặc biệt nữa là bệnh nhân không có các chống chỉ định với thuốc ức chế beta giao cảm. Thuốc chống beta giao cảm cũng được nghiên cứu nhiều trong các cái bệnh lý suy tim, đặc biệt nổi trội nhất chính là các cái thử nghiệm trên pha 3 trên cái suy tim lâm sàng giai đoạn C, US Carvedilone Trial, Merit HF với diện Metoprolol, CBIS 2 với Bisoprolol, và gần đây nhất chính là Seniors với Nebivolol. Đó. Và các thử nghiệm này đã trả lời bằng chứng không còn bàn cãi, chạy beta giao cảm nếu dùng đúng cách, đúng chỗ, đúng bệnh nhân, đúng các chỉ định và chống chỉ định thì đem lại lợi ích rõ ràng khác biệt cho các bệnh nhân suy tim với số lượng giảm. Các 4 thử nghiệm được thấy là so với giả dược, chạy beta giao cảm đã giảm trung bình được 35% nguy cơ tương đối tử vong và tái nhập viện do suy tim. Đó. Và sau này nữa đối với cả Nebivolol cũng vậy, đấy, giảm được khoảng 35%. Và đây là thuốc, chúng ta biết là khó có thuốc men nào mà giảm 100% lắm, đúng không? Nếu giảm 100% thì trong phát đồ điều trị suy tim chỉ có mỗi thuốc đây là đủ, chẳng cần thuốc khác. Mỗi một thuốc giảm 20-30-40% góp phần một tí, đúng không? Làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn, sống lâu hơn, đúng không? Khỏe hơn. Lưu ý sử dụng, cái slide này các bạn cũng nghe các thầy nói rất nhiều, là phải khô, đấy, rồi khởi đầu liều nhỏ rất từ từ tăng dần, và lưu ý các chống chỉ định. Hiện nay thì Hội Dược Châu Âu khuyến cáo 4 thuốc: Bisoprolol, Carvedilol, Metoprolol, Succinat và Nebivolol. Hội Tim Mạch Hoa Kỳ thì chưa chấp thuận Nebivolol. Không biết ngày hôm qua đã chấp thuận chưa thì tôi chưa rõ. Nhưng mà nhìn chung là Hội Dược Châu Âu thì 4, còn Hoa Kỳ thì 3. Việt Nam thì vẫn chấp nhận 4 thuốc điều trị suy tim. Đến lúc này người ta nên cho thuốc chạy beta giao cảm, đúng không? Vì là suy tim có giảm chức năng thất trái, suy tim đã khô, đấy. Câu hỏi tiếp theo nữa là Ivermectin như thế nào? Thì có thể chỉ định những trường hợp không dung nạp chạm beta, giảm tần số tim. Có thể kết hợp Ivermectin với chạm beta giao cảm để tối ưu hóa kiểm soát tần số thấp trong suy tim. Đó. Nhưng phải chỉ định cho bệnh nhân có nhịp xoang. Đấy, sau đó chúng tôi đã cho thêm chạm beta giao cảm, cho thêm tí statin. Đấy, bởi vì là bệnh nhân này có sơ vữa động mạch vành. Thuốc chống đông có dùng cho bệnh nhân suy tim không? Câu trả lời là không, đúng không ạ? Phần lớn các bệnh nhân suy tim, chúng ta không dùng thuốc chống đông nếu bệnh nhân là nhịp xoang. Chúng ta chỉ định cho bệnh nhân suy tim nếu kèm theo rung nhĩ và các yếu tố nguy cơ tắc mạch khác. Ví dụ suy tim mà có van cơ học nhân tạo, đấy, van sinh học mà trong những tháng đầu thì chúng ta bắt buộc phải dùng. Đấy. Và đặc biệt là rung nhĩ là chỉ định thông thường nhất. Đấy. Chứ chúng ta không dùng thường quy nhé cho các bệnh nhân suy tim. Như bạn bảo là thưa thầy, cái này DD tận 70 F còn 20% em dùng thuốc chống đông nhé? Không, nếu bệnh nhân nhịp xoang là không. Trừ trường hợp là trên siêu âm tim thấy có một cục máu đông ở trong tâm thất, nhưng cục máu đông này ít gặp ở bệnh nhân suy tim mạn tính lắm, thường gặp là gì? Sau nhồi máu cơ tim thôi. Còn nếu bệnh nhân suy tim một bệnh cơ tim giãn lâu ngày, ít có máu đông trong tâm thất lắm, vì nó đã lâu năm nó thích nghi. Phần cuối cùng tôi xin trình bày một vài nét về acne. Đây là một thuốc các bạn cũng nên biết,
các bạn cũng đã đi dự các hội thảo. Amin là viết tắt của ức chế angiotensin và ức chế neprilysin. Cụ thể, ức chế angiotensin là vai trò của valsartan, ức chế neprilysin là vai trò của sacubitril. Biệt dược tại Hoa Kỳ là Entresto, biệt dược tại Việt Nam là Uperio. Hai thuốc này lần lượt được Hội Tim mạch Hoa Kỳ và châu Âu chấp thuận trong điều trị suy tim mạn tính gây áp giảm vào năm 2016, cách nhau đúng một tuần lễ. Đấy, cách nhau đúng một tuần lễ. Trong đó thì châu Âu sau Hoa Kỳ trước vài hôm. À, châu Âu trước Hoa Kỳ sau vài hôm, xin lỗi. Chúng ta biết là trong suy tim thì cơ thể sẽ tiết ra các cái peptide lợi niệu ANP, BNP, CNP, tác dụng là giảm kích thích giao cảm, giảm vasopressin, giảm mối nước, có tác dụng chống suy tim. Và các chất này nó sẽ bị giãn hóa bởi một enzyme tên là neprilysin. Đấy. Sau khi cái chất này tiết ra một thời gian khá là ngắn ngủi sau khi tác dụng sinh học, xu hướng là chống suy tim, thì các chất này sẽ bị neprilysin sẽ giãn hóa thành các hoạt chất không có hoạt tính và bị thải ra ngoài. Đấy, thải ra ngoài. Do vậy thì khi suy tim tiết chất này ra nhiều, đỡ suy tim nhưng nó lại bị thải khá là nhanh. Còn người từ lâu người ta đã nghĩ cách là gì ạ? Ức chế cái neprilysin này thì sẽ làm tăng nồng độ ANP, BNP, CNP và do vậy sẽ tốt cho suy tim. Nhưng khổ một nỗi là gì ạ? Cái chất này, neprilysin cũng là chất giãn hóa angiotensin 2. Angiotensin 2 có rất nhiều con đường thoái hóa, giãn hóa, nhưng mà một con đường là đi qua neprilysin. Do vậy, nếu ức chế neprilysin thì sẽ ứ lại được ANP, BNP, CNP là tốt cho suy tim, nhưng đồng thời nó ứ lại nốt cái angiotensin 2. Là bởi vì là angiotensin 2 cũng bán thải, cũng thải qua con đường neprilysin một phần nào. Chính vì vậy sau rất nhiều năm thì người ta cũng nghiên cứu mãi, người ta quyết định là kết hợp giữa valsartan là một chất, kết hợp giữa sacubitril là một chất ức chế neprilysin để làm tăng ANP, BNP, CNP với valsartan là một chất chặn AT1 của angiotensin 2, thì valsartan sẽ giải quyết được cơ bản vấn đề tăng nồng độ angiotensin 2 khi mà dùng sacubitril. Vấn đề nữa là gì? Nếu trộn hai thuốc này làm vào với nhau thì hiệu quả người ta thấy không rõ. Và chính vì sau bao nhiêu năm thì Novartis người ta đã sinh ra một chất, một cấu trúc phân tử cố bụng cho xẻ làm hai nửa, cắt ra hai nửa, một nửa sẽ tạo ra thành sacubitril và một tiền chất ức chế neprilysin, một nửa là valsartan. Đấy chính là cái thành công về mặt dược lý, chế phẩm dược lý. Và cái chất acne hay là sacubitril valsartan đấy đã đi vào thực tiễn điều trị suy tim từ nghiên cứu Paradigm năm 2014 trên các bệnh nhân suy tim mạn tính ef giảm. Câu hỏi đặt ra là liệu acne này có lợi ích điều trị suy tim không? Nếu hỏi như vậy thì khiêm tốn quá, khiêm tốn quá. Thứ hai nữa là gì ạ? Nó thuộc họ hàng của ức chế angiotensin. Do vậy cho nên bây giờ nếu so với giả dược thì cũng hèn quá, bởi vì là các thuốc ức chế men chuyển bao nhiêu năm nay nó đã đặt gì ạ? Đặt nền tảng vững chắc không còn bàn cãi. Và chính vậy để tạo ra ấn tượng thì bắt buộc thuốc này phải so sánh với thuốc ức chế men chuyển. Và để đảm bảo cái đạo đức nghiên cứu, bắt buộc thuốc này phải so sánh với thuốc ức chế men chuyển. Và nghiên cứu đã đi vào so sánh với enalapril là một thuốc ức chế men chuyển lừng lẫy, đúng không ạ? Lừng lẫy trong lịch sử điều trị suy tim. Và thách thức không hề nhỏ. Nếu thuốc này bằng được ức chế men chuyển thì người ta sẽ uống thuốc ức chế men chuyển rẻ rất nhiều, kinh nghiệm điều trị lâu năm. Đấy. Nếu kém hơn thì bị xóa sổ, đi vào dĩ vãng, và phải hơn thì mới có thể đi vào thực tiễn. Và kết quả cho thấy là gì? Nó hơn thật, hơn thật, nó hơn thật. Các bệnh nhân suy tim ef giảm trên 8.000 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, đầu tiên là uống enalapril thấy dung nạp được cái đã, sau đó lại uống cái thuốc mới này cũng dung nạp tốt, rồi tăng liều lên thấy là cũng chịu được, sau đó bắt đầu ngẫu nhiên hóa chia làm hai nửa, điều trị nội khoa nền tảng chặn beta giao cảm, thuốc lợi tiểu, tất cả mọi thứ đều có hết, một nửa điều trị bằng thuốc mới là acne, một nửa là enalapril và theo dõi trung bình 27 tháng. Rất là thách thức đúng không? Vì bản thân enalapril 10mg là BID, tức là hai lần mỗi ngày, là liều quá tối ưu trong điều trị suy tim. Rất nhiều thách thức. Tuy nhiên là không ai dại bỏ ra $1 tỷ để làm một nghiên cứu mà không biết chắc chắn thế này. Tôi chắc chắn trước đó nhà sản xuất người ta đã làm các cái pilot study, thấy có hiệu quả đấy, người ta mới làm như vậy. Và kết quả thực sự là rất đáng mong đợi đúng không? Trên tờ New England đúng không? Đăng tải vào 2014, cái đây khoảng gần 5 năm, thì thuốc acne mà mã số là LCZ696 đã tốt hơn hẳn enalapril ở tiêu chí
giảm tử vong và tái nhập viện do suy tim. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và mức giảm nguy cơ tương đối là 20%. Hãy thử hỏi xem một bệnh nhân của những năm 2014-15 đã điều trị nội khoa bài bản và bây giờ có thêm một thuốc mới, nó còn giảm thêm được 20% tỷ lệ tử vong và tái nhập viện thì rõ ràng rất đáng kể. Và chính vậy thì Acne đã đi vào thực tiễn điều trị rất nhanh và cũng đã mơ men sang Việt Nam, đúng không ạ? Và tôi nghĩ là chúng ta nên ủng hộ Acne như là một cái lựa chọn điều trị mới có thể giúp được các bệnh nhân. Tuy nhiên kinh nghiệm chúng ta thì chưa nhiều, nhất là cái dung nạp về huyết áp ở các bệnh nhân suy tim như bệnh nhân Việt Nam có được như bệnh nhân châu Âu hay không, chúng ta cũng không rõ. Lý do thứ hai nữa là khi các bạn chuyển ức chế men chuyển sang Acne, bắt buộc phải ngưng thuốc khoảng 36 tiếng, còn một ngày rưỡi. Vì nếu các bạn dùng hai thuốc này có overlap về tác dụng, nó rất gây ra một cái biến chứng là phù mạch và có thể gây trung huyết áp, nhưng phù mạch nguy hiểm hơn. Đó. Bệnh nhân này thì chưa có Acne, nhưng tôi đã tăng thuốc ức chế men chuyển liều tới tận 20mg. Để các bạn nhớ nhé, không phải trong đơn thuốc chỉ có mỗi danh mục thuốc này mà phải tăng liều lên. Tôi đã tăng liều ức chế chạy beta giao cảm. Một nghịch lý huyết động là càng tăng thuốc lên thì huyết áp lại càng vững vàng đấy, chứ không phải là tụt xuống đâu. Các bạn thử xem một người khỏe mạnh huyết áp 120-70 pha một viên lisinopril tức là Jetstream 20mg, huyết áp chắc chắn là tụt, đúng không? Nhưng nếu cảm quá tinh điều trị, chúng ta titrate, up titrate liều thuốc lên thì bệnh nhân vẫn dung nạp được liều cao, huyết áp vẫn vững, suy tim thì đỡ. Đó. Đến thời kỳ không cần thiết thì tôi đã dừng niacin lại, ngừng lợi tiểu vì không còn ức chế nước nhiều, thậm chí ngừng luôn cả lợi tiểu kháng aldosterone. Đó. Bệnh nhân đã đỡ hơn, đúng không? Giảm dần mức độ hở hai lá, có lần làm siêu âm. Đến bây giờ có thể khẳng định lại là hở hai lá là do thứ phát, do giãn buồng tim chứ không phải là tiên phát. Và tôi thấy là sau một thời gian gần một năm sau, buồng thất trái vẫn còn giãn, chứ làm thất trái đã tiên lên được 48% và hở lá còn nhẹ không. Đấy. Cũng chính bệnh nhân đấy, sau khoảng 2 năm sau thì buồng thất trái không giãn, chứ làm thất trái đã trong dạng bình thường và không còn thấy nó hở hai lá nữa. Đấy. Đây là những bệnh nhân mà không phải tất cả bệnh nhân đều kết cục có hậu thế này đâu, nhưng cho thấy là gì, chúng ta không bao giờ mất hy vọng, đúng không? Chúng ta hãy tối ưu hóa cho bệnh nhân, đồng thời việc thuốc men hãy quan tâm tới các cái thói quen sinh hoạt và các yếu tố gây độc, đúng không? Bằng cách đó chúng ta có thể đưa lại những kết quả rất là tốt đẹp. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng như vậy. X quang tim phổi đã nhỏ lại khá nhiều đấy, chỉ số tim ngực còn khoảng sấp xỉ 0,5, điện tâm đồ thì nhịp tần số tim đã chậm lại, và hơi lạ là gì ạ, là nó đã khá là bình thường hóa các cái rối loạn tái cực trước đây. Tôi nghĩ là yếu tố cơ tim bị ngộ độc liên quan tới rượu là khá cao. Và xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.